Trương 1021, sắp tâm hại người hàng năm, mặc dù Cương Minh bán một lượng lớn dầu đen ra ngoài, nhưng đều bán cho khách hàng cố định, hàn thì ít, nhu cầu thì đông, bởi vậy Phương Nguyên còn chưa nhúng tay vào được phương diện này. Mặc dù hắn và Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lan thành lập liên minh, nhưng thế lực còn quá nhỏ, còn chưa bằng thế lực siêu cấp. Nếu như vậy, ta phải ra tay từ nội bộ Cương Minh, nhận nhiệm vụ này ngược lại là một con đường tắt. Phương Nguyên âm thầm ghi nhớ nhiệm vụ thu thập dầu đen vào trong lòng, nghi sự tiếp tục tiến hành Bên trong nghị sự đường, tia sáng u ám. Hơn 20 vị tiên cương, đại đa số đều lưu lại ý chí, lại càng lộ ra âm khí thâm trầm, cuộc nghị sự kéo dài lần một ngày một đêm, phương nguyên thang ra từ đầu đến cuối, đại khai có thể hiểu rõ địa vị của Cương Minh ở Bắc Nguyên, nói một cách giản lược, địa vị của Cương Minh ở Bắc Nguyên chỉ thấp hơn so với thế lực siêu cấp một chút, nhưng từ rất nhiều nhiệm vụ có thể thấy được, thế lực siêu cấp rõ ràng đang có ý chèn ép Cương Minh, Cương Minh hợp tác với cổ tiên ma đạo cũng rất nhiều nhất là đại bản danh Ma đạo ở Bắc Nguyên Đại Tuyết Sơn Cương Minh thuộc thế lực vừa chính vừa tà định vị này có liên quan đến thành viên cao tầng thành viên cao tầng Cương Minh đều là tiên cương nhưng phàng là tiên cương ai mà không muốn giành được cuộc sống mới những tiên cương này đến từ các giai tầng khác nhau khi còn sống có đủ loại thân phận sau khi chết bởi vì mục đích giống nhau mới tập trung tại chỗ này chỉ cần có liên quan đến mục tiêu giành được cuộc sống mới Cương Minh đều cảm thấy hứng thú đồng thời trong phương nhìn kế muốn chiếm được Điều này liên quan đến rất nhiều lợi ích, có rất nhiều thủ đoạn chính đạo không thể đề lộ ra ngoài, nhưng Cương Minh lại sử dụng tấp nập. Điều này cũng dẫn đến một đặc điểm khác của Cương Minh chính là thành viên đông đảo nhưng kết cấu lỏng lẻo. Bên trong Cương Minh có 20 thành viên, số lượng này ngay cả Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng không sánh nổi. Tiên Cương bình thường, chiến lực yếu kém hơn so với cổ tiên còn giống một chút, nhưng hơn 20 thành viên kết hợp lại, người đông thế mạnh, nếu chân chính đoàn kết cùng một chỗ, đã sớm trở thành thế lực siêu cấp, như điều kiện nhập môn của Cương Minh cũng rất thấp từ việc phương nguyên nhập minh là có thể nhìn ra lai lịch của tiên cương rất phức tạp rất khó mà tề tâm hiệp lực được thế là có tình huống rất nhiều tiên cương bị cổ tiên bắt chẹt sau khi nghị sự kết thúc phương nguyên lưu lại một cỗ ác ý ở nghị sự đường sau đó hắn đi theo cổ nghiệp đến một phòng khác tiếp nhận lệnh bài cương minh lệnh bài này không chỉ đại diện cho thân phận mà còn di chép cống hiến của phương nguyên đối với cương minh ngoại trừ lệnh bài còn có một bộ phàm cổ tín đạo dùng để thông tin truyền lại nhiệm vụ cương minh hoặc thành viên gia nhập thành viên rời khỏi học thành viên tử vong cổ nghiệp chuẩn bị cáo tử đề nghị phương nguyên có thể đi dạo chung quanh thành lớn âm lưu bây giờ hắn đã có lệnh bài đã có thể tự do đi lại bên trong thành âm lưu nhưng phương nguyên vẫn chưa muốn buông tha ông ta rất ông ta đi dạo nói chuyện phiếm từ đó thăm dò được một số tin tức phương nguyên chú trọng nghe ngóng tin tức thủ lĩnh cương minh bắc nguyên người này là một vị nữ tiên cương danh xương phần thiên ma nữ tu vi cao đến bát chuyển làm việc ngang ngược phách gối nhất là chiến lực rất hùng hậu Phương Nguyên hỏi đột xuất. Cổ nghiệp chỉ nói một câu, Phương Nguyên đã có thể hiểu ra, thọ nguyên của bà ấy chưa hết, nhưng vì đột phá, mới cố ý chuyển thành tiên cương, đại đa số tiên cương đều là thọ nguyên sắp hết, bất đắc dĩ muốn kéo dài duyên thọ nên mới biến thành tiên cương. Đương nhiên có một điểm cần phải nói rõ, cổ tiên muốn kéo dài duyên thọ tuyệt không chỉ có một đường biến thành tiên cương, còn có rất nhiều phương pháp khác, ví dụ như cổ tiên mộc đạo biến thành thụ nhân, chỉ là phương pháp này có tính hạn chế, nếu cổ tiên lực đạo cổ tiên viêm đạo thì không thể truyền thành thụ nhân được truyền thành tiên cương là biện pháp thông dụng nhất cổ tiên các phái có thể vận dụng Vì phần thiên ma nữ này cũng không phải bất đắc dĩ bị buộc biến thành tiên cương mà là cố ý là để đột phá chiến lực tăng vọt chỉ cần vận dụng đầu óc một chút là có thể nghĩ ra chiến lực muốn tăng vọt đến trình độ nào đột phá đến trình độ nào mới có thể khiến cho phần thiên ma nữ không tiếc chọn lựa biến thành tiên cương hiển nhiên trình độ đột phá này cực cao khiến người ta phải động tâm trong cương minh có lời đồn nói thật ra trong tay thủ lĩnh đã có pháp môn giành lại được cuộc sống trong lúc nói chuyện với nhau cổ nghiệp thấp giọng cẩn thận nói cho phương nguyên biết phương nguyên mỉm cười lời đồn cũng không phải là không có căn cứ không có lửa thì làm sao có khói đã chủ động biến thành tiên cương nói không chừng đã có cách giành lại được cuộc sống mới phương nguyên từ miệng cổ nghiệp đào ra được không ít tin tức tốt kết hợp với tin tức mà lê sơn tiên tử cung cấp cho hắn phương nguyên đã phát họa được đại khái hình ảnh của cương minh cổ nghiệp còn có nhiệm vụ thủ hộ lão mộc cuối cùng phải từ biệt Phương Nguyên ở thành âm lưu, sau đó Phương Nguyên cũng rời đi. Trước lúc rời đi, hắn nhìn thoáng qua khe rãnh to lớn phía dưới thành âm lưu, khe rãnh giống như cái miệng máu của con ác thú, lão y mở ra bên trong bóng tối nồng động, nơi này chính là lối vào cống ngầm, được cương minh nghiêm ngặt chấn giữ, do ba vị cổ tiên thất truyền âm lục công, giã do long giái và hoàng tuyển ông thay phiên nhau trông coi, lúc này, Phương Nguyên thôi động bắt lý nhãn, mới nhìn thấy rõ ràng, hắn biết, chỉ cần lần cho lối vào này đi sâu vào bên trong, khe rãnh sẽ còn mở rộng mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Bên trong cống ngầm có thể nói là rầm rộng, không gian cực kỳ rộng lớn, có thể chứa đựng hàng ngàn hàng vạn thành âm lưu cũng không thành vấn đề, lại sâu u vô cùng. Bên trong cương minh còn chưa có người chân chính xuống dưới đáy của cống ngầm, cuối cùng cũng có một ngày. Ta phải đi sâu vào trong đó. Lấy di tàng ra, tăng trưởng nội tình, phát dương quang đại, nhưng bây giờ còn chưa đến thời cơ, phương nguyên thẩm nghĩ trong lòng. Di tàng này, cho dù hắn không biến thành tiên cương cũng muốn trong phương nghìn kế lấy đi phương nguyên thu hồi ánh mắt thân hình nhanh chóng bay lên cao như một con chim lớn bay ra khỏi thành âm lưu bay được ngoài ngàn dặm hắc ám bao phủ thành âm lưu mới dần dần tan hết lúc này phương nguyên mới nhìn thấy được ánh mặt trời hắn lại chuyển phương hướng bay hơn vạn dặm rốt cục mới xác định được bên cạnh không có ai theo dõi khi đó mới rơi xuống một khu rừng không đáng chú ý bô chi phàm cổ thôi động định tiên du ánh sáng màu xanh lóe lên hắn biến mất ngay tại chỗ hắn lưu lại phàm cổ tận lực giảm bớt khí tức tiên cổ còn sót lại phương nguyên trở lại phúc địa hồ tiên vừa chờ đợi tin tức từ lê sơn tiên tử vừa bắt đầu nghiên cứu sát chiêu trí đạo mới giáp tâm hại người sát chiêu phàm đạo này cũng không phải dùng để công phạt mà là lợi dụng thủ đoạn trí đạo cải tạo tim cổ tiên giúp cho trong ngoài trái tim phủ kín đạo ngân trí đạo trở thành dã tâm dã tâm thành không những có thể lợi dụng tinh huyết toàn thân mà còn tự động tạo ra rất nhiều ác ý khi phương nguyên sử dụng những ác ý này để suy nghĩ vấn đề lượng ác ý tiêu hao sẽ giảm bớt. Trước 1022, ngập mặt từng quen biết một nhưng đáng tiếc, tuy sát chiêu phàm đạo này tốt, nhưng lại chỉ nhằm vào cổ tiên bình thường, đối với phương nguyên mà nói. Hắn là tiên cương lực đạo, trái tim tràn lập đạo văn lực đạo, cũng không phải cổ tiên trí đạo, quan trọng hơn. Hắn đã chết. Không cách nào dùng tinh huyết ngư dưỡng giã tâm, thậm chí ngay cả tạo nên giã tâm cũng gặp phải khó khăn thật lớn. Mặc dù Phương Nguyên không vận dụng được sát chiêu giáp tâm hại người, nhưng đạo lý trong đó lại giúp cho Phương Nguyên có rất nhiều linh cảm. Nhất là nội dung sát chiêu có mấy phần tương tự với nội dung sát chiêu Phương Nguyên có được trước đó. Sát chiêu đó chính là thổ nạp khí độc của Lê Sơn Tiên Tử. Sát chiêu thổ nạp khí độc, mỗi lần hô hấp đều có thể phun ra khí độc, tích lũy càng nhiều, địch nhân sẽ bị thương tích. Con giáp tâm hại người, tinh chỉ cần đập một cái đều có thể chuyển hóa thành tinh huyết tâm lực, hình thành ác ý. Giữa hai bên hoàn toàn có chỗ tương thông. Ta không phải của tiên độc đạo, cũng không có nội tình trí đạo, nhưng đã có điểm chung. Ta cũng không ngại nhờ uy năng cổ trí tuệ đề thử một chút, bác nguyên. Động thiên phụng tiên, bên trong phòng tiếp khách. Cổ tiên bát truyền thái tử phụng tiên ngồi ngay ngắn bên trên, lê dân tiên tử vào tần bách thắng đang chi lễ từ giã, đi đi. Trong tay bản thái tử cũng có không ít tiên cổ không hợp với lưu phái của ta. Có thể mang ra trao đổi trong đại hội đấu giá, các ngươi đã vì bác nguyên mà làm một chuyện tốt, tránh đi rất nhiều tàn sát tranh đấu, rất tốt. Thái tử phụng tiên nói, trong lời nói bao hàm ý của vũ thái tử không thể đến đại hội đấu giá đây chính là sự tiếc nuối của giới cổ tiên bắc nguyên lê sơn tiên tử nịnh nọt thái tử phụng tiên lắc đầu cũng không còn thách nào trước đó ta đã phải điều trị hai khí thiên địa bên trong tiên khiếu bởi vì tiên cổ mà cưỡng ép xuất quan bây giờ là thời khắc mấu chốt gấp rút điều chỉnh thế giới tiên khiếu không thể đi được nhưng đến lúc đó ta sẽ sai người đại diện ta đến tham dự u lăn ngươi hãy tiễn hai người bọn họ đằng sau thái tử phụng tiên có hai thị nữ đều là nữ cổ tiên lục chuyển một vị như băng hoa trong tuyết thanh lãnh thoát tục một vị như hoa cúc thanh cốc kiều nộ diễm lệ nên mệnh lệnh của thái tử phụng tiên nữ cổ tiên băng lãnh đứng dậy khách chi lễ với thái tử phụng tiên sau đó quay sang nói với tần bách thắng và lê sơn tiên tử hai vị mới đi làm phiền u lan kiếm sư tần bách thắng lê sơn tiên tử không dám khinh thường vội vàng đáp lại u lan kiếm sư là cổ sư nổi tiếng bắc nguyên nàng chuyên tu kiếm đạo tu vi chỉ có lục truyền nhưng chiến lược rất mạnh cảnh giới kiếm đạo thuộc hàng tông sư u lan kiếm sư dẫn hai người ra ngoài trên đường đi vẫn không lấy tiếng ba người đi qua một hành lang thật dài bước qua mấy cánh cửa đóng kín cuối cùng bước ra khỏi động thiên trở lại bên ngoài bắc nguyên u lan kiếm sư xin dừng bước không cần tiễn nữa tân bách thăng khách sao nói mặc dù tu vi hay chiến lực của ông ta đều vượt qua u lan kiếm sư nhưng u lan kiếm sư lại là tùy tùng của cổ tiên bát truyền chỉ đến được trên đầu ngón tay ở bắc nguyên đương nhiên sẽ không dám ngạo mạn u lan kiếm sư vật đầu sau đó đóng cửa động thiên lại cánh cửa đóng lại bầu trời bên trên chẳng khác nào bầu trời chung quanh lê sơn tiên tử thở ra một hơi năm vị đại năng bát chuyển chúng ta đã tuần tự bái phỏng đồng thời dùng cổ sơn minh ký kết khế ước thành công mời được như vậy đại thế đã thành đại hội đấu giá được tổ chức đã thành kết cục đã định cũng may mà có tiên cổ sơn minh của tiên tử tần bách thắng cười híp mắt nói xong tông ta móc một con tiên cổ đưa cho lê sơn tiên tử thần thù lao này đúng hẹn giao cho tiên tử gương mặt tần bách thắng trần lộc phẩy cảm tạ lê sơn tiên tử động dung đại hội đấu giá còn chưa tổ chức nhưng tần bách thắng đã sớm trả thù lao cho nàng dù kiến thức lê sơn tiên tử rộng rãi quen biết với các nhân vật trong giới cổ tiên nhưng lúc này cũng không nhịn được thầm khai thủ đoạn xử thế của tần bách thắng vậy thì ta không khách sáng nữa lê sơn tiên tử mỉm cười tiếp nhận tiên cổ sau khi nàng xem qua một lần lập tức cất tiên cổ vào trong tiên khiếu tiện đã hoàn thành bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động nửa tháng sau gặp lại nửa tháng sau chính là thời gian tổ chức đại hội đấu giá đã được ước định cẩn thận địa điểm chính là phúc địa bách thắng của tần bách thắng tọa lạc bên trong bụi cỏ lau phi hồng cả hai tạng biệt nhau lựa chọn một phương hướng rồi bay nhanh đi lê sơn tiên tử cũng không rảnh rỗi vừa bay vừa sử dụng cổ nâng ly cạn chén liên hệ với phương nguyên sau khi lê sơn tiên tử và tần bách thắng rời khỏi bên trong động tiên phụng tiên sảnh tiếp khách xuất hiện một người người này mặc trường bào màu đỏ trắng dáng người thẳng tắp như thương như kiếm ánh mắt ẩn chứa thần mang dưới sự côn hỏa bề ngoài là sự tự tin mãnh liệt khi chất mãnh long quá giang Hoái miệng của ông ta nhét lên nụ cười ôn nhu phong lưu phóng khoáng nhưng không mất đi bá khí dân trào ông ta chắp tay sau lưng đối mặt với thái tử phụng tiên nhưng trong lòng không hề có cảm giác bị kiềm chế giống như bình khởi bình tọa nhưng từ khí tức không hề che giấu của ông ta có thể phán đoán ông ta chỉ là một vị cổ tiên thất chuyển mà thôi ngay cả tần bách thắng đối mặt với thái tử phụng tiên cũng phải cúi đầu khom lưng không ngừng thái tử phụng tiên nhìn người này Giao điệu thần thái cũng thay đổi, không còn thái độ kiêu căng như khi đối mặt với Lê Sơn Tiên Tử và Tần Bách Thắng, hoàn toàn bình đẳng. Vị cổ tiên bát truyền lên tiếng, "Phượng Cửu ca, ngươi đã quyết định muốn đại diện ta đến tham gia đại hội đấu giá lần này." Cổ tiên thất truyền mặc trường bào màu đỏ trắng mỉm cười gật đầu, "Đúng là như vậy." Thái tử Phụng Tiên cao mày, "Ngươi là cổ tiên Trung Châu, hai khí thiên địa bên trong thế giới tiên khiếu đến từ Trung Châu, hoàn toàn khác biệt với Bắc Nguyên." Trong đại hội đấu giá chưa từng có này sẽ tập trung cổ tiên cường giả Bắc Nguyên, thậm chí sẽ có cổ tiên bát truyền tham dự. Nếu ngươi bị bọn họ phát hiện, vậy thì không xong rồi. Ngươi nên biết. Trong lòng cổ tiên Bắc Nguyên đều đang nhen nhóm một ngọn lửa, ý đồ tìm kẻ đầu sỏ trong đại án phúc địa vương đình, nhất là đông phương trường phàm trước khi chết đã suy tính. Kẻ đầu sỏ này không phải người Bắc Nguyên mà là người bên ngoài. Nếu trong lúc quan trọng này, thân phận cổ tiên Trung Châu của ngươi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ hỏng bếch. Khi thái tử Phụng Tiên nói những lời này cũng không tránh hai nữ cổ tiên thị nữa, bao gồm U Lan Kiếm Sư, hai vị nữ cổ sư nghe xong thần sắc cũng không thay đổi phượng cửu ca cười ha hả thái tử đừng lo xin hãy xem thủ đoạn của ta nói xong quang mang lóe lên trên người ông ta khi ánh sáng biến mất ông ta đã biến thành người khác thái tử phụng tin khẽ ồ một tiếng u lan kiếm sư lúc nào cũng lạnh lùng bỗng mở to hai mắt nữ cổ tiên còn lại tên nhạc giao thì há miệng nhìn qua người bạn gái sớm chiều ở chung với mình rồi lại nhìn phượng cửu ca cách đó không xa thì ra phượng cửu ca biến thành u lan kiếm sư rộng y như đúc chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra đây là thủ đoạn gì vậy thái tử phụng tiên mỉm cười tán thưởng không chỉ bề ngoài không có chút sơ hở mà đạo văn ngụy trang cũng hoàn toàn giống với đạo văn kiếm đạo khí thức cũng không khác gì cổ tiên bắc nguyên đây là vật mặt từng quen biết phượng cửu ca đáp chương một nghìn mặt từng quen biết hai thì ra là nó khó trách Có trách thái tử phụng tiên giật mình chật cảm khái cũng chỉ có thủ bút của đạo thiên ma tôn mới có được sự huyền diệu như vậy khiến cho người ta phải sợ hãi thầm than phượng cửu cang lật đầu gặp mặt không quen biết gặp mặt giống như quen biết gặp mặt từng quen biết sát chiêu nhất hệ này đều bắt nguồn từ đạo thiên ma tôn cái thứ nhất là sát chiêu phàm đạo không quan trọng gặp mặt giống như quen biết là sát chiêu tiên đạo hạch tâm là ba con tiên cổ trong đó có hai con tiên cổ biến hóa đạo khi sử dụng tất nhiên sẽ khó phân thật giả sát chiêu này trước đây ta cũng nhờ một lần cơ duyên mà có được sát chiêu có lợi cũng có hại chính là ngươi phải biết diễn nếu diễn không tốt, ngay cả giọng nói cũng có thể lộ ra sơ hở, bên phần sát chiêu gặp mặt từng quen biết, hoàn toàn không có sơ hở, cho dù diễn không tốt cũng sẽ không khiến người khác có cảm giác đột ngột kỳ lạ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cảm quan và tâm lý của người bên ngoài, cho dù biến thành một nhân vật hư ảo, cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác là người đã từng quen, là bạn tốt, Phương Cửu Ca chậm rãi giải thích, lúc này mọi người mới hiểu rõ vì sao Phượng Cửu Ca lại biến thành U Lan kiếm sư. Bởi vì cô gái này trước nay kiệm lời, yêu cầu diễn không cao lại dễ ngụy trang thái tử phụng tiên liên tục gật đầu mỗi vị tôn giả cửu truyền đều là nhân vật tuyệt thế kinh tài thủ đoạn siêu tuyệt có phương pháp này ta cũng không lo lắng ngươi sẽ bị lộ tẩy vừa cửu ca cười ngạo nghĩ cho dù lộ tẩy ai có thể ngăn ta phá vây thái tử phụng tiên nghĩ đến tình huống luận bàn giữa ông ta và phượng cửu ca mấy ngày trước không khỏi bật cười cay ngợn, không tệ sát chiêu tiền đạo này của ngươi uy lực tiện luân cho dù cổ tiên bát chuyển chúng ta cũng không chống đỡ được phượng cửu ca người đúng là danh bất hư truyền có năng lực tung hoành thiên hạ phượng cửu ca tri lễ nói ra lời nói từ tâm can so sánh với sư huynh và hai vị sư muội vị đại nghiệp của linh duyên trai cố ý thăng tiên ở bắc nguyên ẩn núp mấy trăm năm khiến cho tại hạ bội phục trong lòng Ngương mặt thái tử phụng tiên lại hiện lên vẻ lo lắng nắm chặt nắm tay cam hận nói đáng tiếc bên này ta còn chưa phát động lại có người sớm vận dụng thủ đoạn bố trí của chúng ta hai trái trên cây đây nhất định là do nội bộ người đại phái Trung Châu gây nên, tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai. Nếu không, hư thì ra Thái tử Phụng Tiên, một trong năm vị cổ tiên bát truyền hiếm có của Bắc Nguyên, thân phận lại là gián điệp do Linh Duyên Trai điều động. Linh Duyên Trai đúng là đã bỏ ra không ít công sức để bố trí Thái tử Phụng Tiên. Linh Duyên Trai không thể nghi ngờ đã bỏ qua rất nhiều lợi ích ở Trung Châu. Nếu Linh Duyên Trai có một vị cổ tiên bát truyền chấn thủ, trong cuộc tranh đấu với chín phái khác, nhất định có thể thu hoạch được nhiều thắng lợi hơn như linh duyên trai chủ đạo kế hoạch đánh úp lầu chân dương 88 mươi để hoàn thành kế hoạch này đã không tiếc bố trí thái tử phụng tiên đến bắc nguyên kiếp trước của phương nguyên có lẽ thái tử phụng tiên vì cổ tiên trung châu phá hủy lầu chân dương mà đã âm thầm làm ra rất nhiều cống hiến cung cấp vô số sự trợ giúp nhưng kiếp này thái tử phụng tiên còn chưa thể hiện được tác dụng của mình kế hoạch ban đầu đã bị phế bỏ kẻ đầu sò trong chuyện này tiên cương phương nguyên đang ở trong phúc địa lang gia hắn đã mượn được tiên cổ sơn minh đương nhiên mượn tiên cổ cũng không phải mượn không Phương Nguyên vì thế mà đã thanh toán cho Lê Sơn Tiên Tử ba khối tiên nguyên thạch, ba khối đã là cái giá cực kỳ ưu đãi rồi. Nếu đổi lại là người bên ngoài, cho dù là người khối tiên nguyên thạch, Lê Sơn Tiên Tử cũng không tùy tiện cho ngựa mượn tiên cổ cũng là một chuyện nguy hiểm. Trước mắt có một ví dụ, thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên phần Thiên Ma nữ đã cho Viên gia mượn một con tiên cổ, thần Thiên Ma nữ đến Đông Hải, Viên gia vẫn luôn giữ con tiên cổ này, Cương Minh hàng năm đều đến một lần để đòi như khó đòi lại được. Sau khi dùng cổ sơn minh đạt thành hiệp nghị với địa linh lang gia, Địa Linh lang ra gào thét một tiếng, từ trong vân thổ bay ra 10 cái quan tài. Những quan tài này tiên khí nồng động, trắng mãn như mây, vân đào bên ngoài không ngừng sinh diệt. Rõ ràng là do một sát chư tiên đạo nào đó ngưng tụ, sốc nắc quan tài lên lộ ra cổ tiên đang ngủ say bên trong. Mỗi một quan tài đều có một vị cổ tiên, hết thảy có 13 quan tài với 13 vị cổ tiên. Cho dù Phương Nguyên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy số lượng này cũng giật nảy mình. Có nhiều tù binh như vậy sao? Phương Nguyên mở to mắt, biểu hiện trên mặt hơi khoa trương địa linh lang ra cười đắc ý lão thích nhất là nhìn thấy bộ dạng giật mình của phương nguyên lúc này gật gù nói ta là ai chứ cũng không nghĩ lại một chút đám cổ tiên này thật sự không muốn sống nữa dám mạo phạm phúc địa của ta bán bọn chúng đi xem như quả báo của bọn chúng phương nguyên nhìn địa linh lang ra thật sâu bên trong phúc địa lang ra cùng lắm chỉ có 12 con hoang thú trong cự ba đợt thế lực thần bí tấn công đội hình hoang thú lập tức lộ ra vẻ đơn bạc nhưng thủ đoạn chân chính của phúc địa lang gia chỉ sợ là tiên cổ chân tàng ta có một dự cảm số lượng tiên cổ bên trong phúc địa lang gia còn nhiều hơn so với tiên cổ trong tay ta đồng thời xen ra trong đó còn có tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo có tác dụng bắt sống cổ tiên phương nguyên thẩm nghĩ số lượng tù binh này rõ ràng không bình thường rất nhiều cổ tiên bị bắt làm tù binh chỉ có một số nhỏ là chết phương nguyên lật nắp từng quan tài hắn nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc như hoa hải tam tiên hồng ngọc tán nhân quỷ vương còn lại là những hương mặt xa lạ nghe địa linh lang ra giới thiệu thì ra đây là cổ tiên kim đạo thiết giáp tử cổ tiên nô đạo tuyết hùng đại tiên cổ tiên mộc đạo mộ điểm thương tiêu giao từ thánh chứ danh trong giới tán tu bắc nguyên còn có một vị cổ tiên thất truyền ngô hạo danh xưng bôn lôi thủ chiến lực thuộc hàng thất truyền trung đảng phương nguyên xem như được mở rộng tầm mắt mà kệ kiếp trước hai kiếp này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đội ngũ tù binh cổ tiên nhiều như vậy giống như cổ tiên là dao cải trắng không đáng tiền được bày biện giống món ăn trên sạp hàng sự vui mừng trong lòng phương nguyên dần dần mất đi thay vào đó là sự lo âu và ngưng trọng có thể tập hợp được đội hình như vậy tấn công phúc địa lang gia thế lực thần bí đằng sau có thể khiến phương nguyên thầm run trong lòng nếu ta bắn cái này ra bên ngoài chỉ sợ lập tức trở thành cái đinh trong mắt cái dai trong thịt của thế lực thần bí kia phương nguyên vỗ quan tài thở dài một tiếng nhưng cho dù thế lực thần bí có mạnh hơn phương nguyên cũng quyết định làm như vậy hắn không phải là loại người sợ phiền phức không dám mạo hiểm hắn là người trong ma đạo Trời sinh tính thích mạo hiểm, nếu hắn không lựa chọn mạo hiểm, chứng tỏ lợi ích mà mạo hiểm mang đến không đủ làm hắn động tâm, Phương Nguyên hỏi Địa Linh Lang gia, ngươi đã khảo vấn bọn họ, thi triển rất nhiều thủ đoạn, chẳng lẽ một chút cũng không có thu hoạch sao? Địa Linh Lang gia giang hai tay. Không. Đám cổ tiên này bởi vì các loại quan hệ nên được triệu tập, đúng là có ba nhân vật mấu chốt phụ trách sâu chuỗi bọn họ, tổ chức tấn công, cung cấp tin tức về Phúc Địa Lang gia. Chương 1024 tàn chưa tiền đạo nhưng ba người cổ tiên này đã chết cho dù ta đã cố ý lưu thủ cũng không ngăn cản được bọn họ diệt vong sau khi bọn họ chết đi tình huống hơi kỳ lạ hồn phách hoàn toàn bị tiêu diệt tăng ngay cả một mảnh vỡ hồn phách cũng không lấy được nói xong địa linh lang ra cũng cao mày phương nguyên cũng cao mày theo nhìn đám cổ tiên bị bắt đang ngủ say bên trong quan tài trầm ngâm không nói phương nguyên dự định mang người ba quan tài này về phúc địa hồ tiên bởi vì đã ký kết sơn minh địa linh lang gia chẳng những không cản trở hơn nữa còn chủ động tặng phương nguyên tám sát chiêu phàm đạo những sát chiêu này chính là chìa khóa giải trừ sát chiêu tiên đạo minh vân quan quát nếu kỹ phải thi triển dựa theo trình tự mà ta đã đưa cho ngươi như thế mới thành công giải trừ quan tài bằng không bao gồm cả cổ tiên bên trong tất cả đều bị hủy diệt trước khi phương nguyên rời đi địa linh lang gia đã dặn dò kỹ lưỡng phương nguyên gật đầu ghi nhớ những sát chiêu phàm đạo này những sát chiêu ngay cả tên cũng không có tác dụng duy nhất chính là chìa khóa mở miên vân quan quét mà thôi nhưng đối với cổ tiên vân đạo mà nói có lẽ cũng có giá trị tham khảo một chút thái bạch vân sinh vốn kim tu vân đạo phương nguyên dự định đem những sát chiêu phàm đạo này cho thái bạch vân sinh xem phương nguyên mang theo 13 vị cổ tiên tù binh thuận lợi trở lại phúc địa hồ tiên đầu tiên hắn gọi địa linh hồ tiên đến hỏi một số tin tức mới phúc địa hồ tiên hết thảy đều bình thường trước đó phương nguyên đã xử lý khoa về sau địa linh hồ tiên cứ theo đó mà thao tác từng bước một bán thạch nhân ra ngoài rồi lại mua đàn hồ ly vào thả bên trong. Bản tôn hồ tiên là cổ tiên nô đạo thao túng đàn hồ ly tác chiến, phúc địa hồ tiên của nàng cũng thích hợp nuôi dưỡng hồ ly nhất, dựa theo con đường này mà đi, Ngươi ra được hoang thú hồ ly, lợi ích rất to lớn. So với phương nguyên bắn 23 đợt cổ can đạc, lợi nhuận kiếm được nhiều hơn rất nhiều, nhưng phương pháp này hiệu quả thấy được rất trọng, cần kiên trì lâu dài, hồ tiên là tán tu. Lúc đó tình huống quá khó khăn, sau mấy lần trải qua địa tai, kinh tế sụp đổ, Cuối cùng tổn thất không được bổ sung chiến lực theo đó mà giảm xuống chết trong tay Mị Lam điện ảnh tiên khiếu cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian lại bị giáng xuống tai kiếp giống như từng cửa ải khó khăn vì thế Nam vực mới hạn chế số lượng cổ tiên còn có một gông xiềng to lớn nữa chính là hạn chế thọng nguyên lúc đó hồ tiên có núi đã hồn trong tay tất nhiên muốn lợi dụng tài nguyên độc nhất vô nhị này để kinh doanh hành động này của nàng cũng là một hành động sáng suốt mặc dù nuôi dưỡng hồ ly kinh doanh phúc địa hồ tiên theo cách chính đạo nhưng hiệu quả quá trọng thời gian càng dài chuyện ngoài ý muốn lại càng phát sinh huống hồ tình huống hồ tiên càng lúc càng xa sút không cho nàng chậm rãi phát triển nữa nhưng trong tay nàng không có cổ trí tệ không thể nghĩ ra được biện pháp cùng loại với cổ khí nang chỉ có thể lợi dụng cổ can đảm gián tiếp tăng trưởng thạch nhân sau đó bán thạch nhân ra ngoài biện pháp này phương nguyên cũng đã từng dùng qua lợi ích không nhiều lại vô cùng phiền phức thị trường thạch nhân đã sớm bão hòa nào được sôi động như nhẹ nhõng như bán cổ căn đảm chứ cuối cùng hồ tiên thất bại chết bởi địa tai tai phú mà nàng lưu lại tiện nghi cho phương nguyên trong thời khắc mấu chốt đã cung cấp sự trợ giúp to lớn khó mà thay thế được cho phương nguyên phúc địa hồ tiên có thể nói là nơi lập nghiệp là nơi trần hương của phương nguyên kiếp trước phương nguyên bởi vì tập sát phượng kim hoàng mà hủy đi phúc địa hồ tiên kiếp này hắn trở thành chủ nhân của phúc địa hồ tiên trước sau so sánh với nhau cũng được xem là sự kỳ diệu hiện tại phương nguyên đã có thể trực tiếp bán cổ can đảm ra ngoài trong tay có tiền dư không còn sợ túng quẫn tất nhiên là muốn một lần nữa lợi dụng phúc địa hồ tiên đi theo con đường chính đạo mà lúc trước hồ tiên không kịp đi chẳng rãi tích lũi đàn hồ ly nuôi dưỡng ra hoang thú hồ ly kinh doanh này là kế lâu dài phương nguyên cũng không vội càng không có quá nhiều chờ mong về lợi nhuận sau khi tìm hiểu tình huống của phúc địa hồ tiên xong phương nguyên lại hỏi thăm động tĩnh mới nhất của tiên hạc môn và chiến tiên tông phúc địa hồ tiên trên danh nghĩa là thế lực phụ thuộc tiên hạc môn tiên hạc môn vẫn phải quan tâm kỹ càng một chút về phần em trai rồi phương chính ở tiên hạc môn phương nguyên đã sớm ném ra sau đầu chỉ là một cổ sư phàm nhân cho dù là ngũ truyền thì như thế nào cũng giống như khi còn ở núi thanh Mau, chỉ cần không man cản con đường của hắn hắn khinh thường dẫm lên không rảnh phàm nhân như kiến không cần thiết hao phí thời gian tinh lực để dẫm chỉ sợ đệ đệ ruột của ta đã chết trong lòng phương nguyên nổi lên suy đoán trước đó phương chính dựa vào tiên cổ đồng cảng thành công câu thông với phương nguyên khiến phương nguyên biết được nhiều tin tức hơn biết được tình huống của phương chính thấy mình đang ở trong một cái hồ máu toàn thân mọc đầy yêu hoa thê thảm vô cùng trong khoảng thời gian này tình huống của tiên hạc môn rất qua loa bọn họ đã thuận lợi giải quyết vấn đề quân thiên kiếm phái quân thiên kiếm phái mới xuất hiện một vị cổ tiên thứ ba chuẩn bị thoát khỏi thân phận phụ thuộc tiên hạc môn tiên hạc môn là danh môn chính phái cho dù thực lực vượt xa quân thiên kiếm phái nhưng quy củ chính đạo còn đó không thể cưỡng ép ra tay đành phải mời tràng một vị cổ tiên của quân thiên kiếm phái cuối cùng bọn họ cũng đã thành công chiêu mộ chính là vị cổ tiên thứ ba vừa mới thăng tiên của quân thiên kiếm phái quân thiên kiếm phái nắm giữ tài nguyên có hạn cung cấp cho hai vị cổ tiên đã là miễn cưỡng rồi bây giờ lại thêm vị thứ ba lại càng giật gấu váo vai cổ tiên vừa mới thăng tiên bị điều kiện của tiên hạc môn mê hoặc đã gia nhập tiên hạc môn quân thiên kiếm phái không có nhân vật mấu chốt thực lực giảm xuống lại không có lực lượng thoát ly tiên hạc môn cuối cùng đành phải tiếp tục ký khế ước phụ thuộc nhưng mặc dù tiên hạc môn đã ổn định được thế cục tây bắc nhưng trên chiến trường luân hồi lại bị chèn ép cổ tiên lôi thản chấn thủ nơi đó bởi vì bản thân bị trọng thương không thể không trở về môn phái tịnh dưỡng chiến trường luân hồi là đệ nhất sát chiêu chiến trường được thế gian công nhận do nhạc thổ tiên tôn bày ra mười đại cổ phái vì chiếm cứ nơi này mà đã cạnh tranh kịch liệt vô số năm toàn bộ lực chú ý của tiên hạc môn đều dồn cho chiến trường luân hồi trong thời gian ngắn không cách nào có suy nghĩ lệch lạc với phúc địa hồ tiên hà phong dương vẫn luôn phụ trách công lực phúc địa hồ tiên gần đây vẫn đang bận rộn tìm phương pháp trị liệu cho yêu thú hạc cửu cung của ông ta tiểu cửu đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt đối với phương nguyên có thể khiến cho hắn an tâm tham gia đại hội đấu giá mà không cần lo lắng quá mức về phương diện trung châu phương nguyên lại để ý đến chiến tiên tông trong số những tin tức không quan trọng của chiến tiên tông phương nguyên ngửi được một mùi không được bình thường những tin tức này còn có thể lừa bịp chín đại cổ phái khác một khoảng thời gian nhưng đối với người biết rõ nội tình như phương nguyên lại càng thấy rõ xem ra chiến tiên tông quả nhiên bí mật điều động chiến lực của tiên tấn công động thiên phồn tinh phương nguyên thầm nghĩ một không trăm phương pháp thoát khỏi tiên cương một lúc này hắn còn chưa biết sau khi hắn rời đi tiên hầu vương thạch lỗi vẫn luôn bị vây bên trong động thiên phồn tinh chiến tiên tông phái ba vị cổ tiên đến cứu khi tiến vào động thiên phồn tinh cũng mập trở ngại không nhỏ cứ như vậy mộng cảnh bên trong động thiên phồn tinh đã bại lộ trước mắt chiến tiên tông liên quan đến mộng cảnh tinh túc tiên tôn và tiên đoán đại mộng tiên tôn chiến tiên tông nhất định sẽ âm thầm đại tấn công động thiên ta phải tranh thủ thời gian từng bước một giảm bất ưu thế trùng sinh trong lòng phương nguyên lại càng tăng thêm áp bách từ khi hắn mua bán cổ căn đảng hắn đã quen mặt với các thế lực lớn nhỏ ở trung châu tin tức thu thập được cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều nhưng những tin tức này rất qua loa chưa nói lên được bí mật trọng đại bên trong so ra còn kém hơn tin tức có được từ lê sơn tiên tử hoặc bắc nguyên phương nguyên đối với điều này cũng không quá để ý rất nhiều cổ tiên đều chú trọng thu thập tin tình báo hàng năm đều đập nhập rất nhiều tài chính để nắm lấy tin tình báo mấu chốt giữ gìn con đường thu hoạch tình báo nhưng phương nguyên thì không cần hắn vì thế mà đã tiết kiệm được một lượng lớn chi phí bởi vì hắn có yêu thế trùng sinh bên trong trí nhớ kiếp trước đã có rất nhiều tin tình báo so với những cổ tiên cực khổ bỏ ra cái giá đắt để có được thì quan trọng hơn vô số lần tinh xác thực cao hơn rất nhiều lần sau khi xác định thế cục chung quanh phúc địa hồ tiên phương nguyên đã hoàn toàn yên lòng hắn đọc thư của thái bạch vân sinh rồi lại chú ý phương diện tình huống của hắc lâu lan thái bạch vân sinh trước mắt đang gia nhập đám người sa ma cùng nhau thăm dò phúc địa ngọc lộ cổ giang sơn như cũ hoàn toàn có thể chữa trị được cánh cửa phúc địa ngọc lộn, khiến cho thái bạch vân xin chiếm được không ít hào cảm thành công tham dự vào đội mũ thăm dò về phần hắc lầu lan gần đây nàng mới độ kiếp cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải gặp tai kiếp cổ tiên lục chuyển cứ cách 10 năm sẽ gặp địa tai một lần 10 năm không phải là thời gian năm vực mà là thời gian cụ thể bên trong tinh khiếu của từng cổ tiên bên trong tiên khiếu nhánh sông thời gian dẫn vào quy mô khác nhau tốc độ chảy của thời gian cũng không giống bên ngoài Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể thăng tiên, thành tựu phúc địa hạng nhất, tỷ suất tốc độ thời gian trôi qua rất cao. So với cổ tiên trụ đạo Thái Bạch Vân Sinh còn cao hơn một chút, là một so với 38. Nói cách khác, thời gian năm vực là một năm, phúc địa của Hắc Lâu Lan là 38 năm, trong đó phải trải qua 3 lần địa tai, khoảng cách đến lần thứ tư chỉ còn 2 năm. Từ lúc phúc địa Vương đỉnh bị hủy diệt đến nay, thời gian ở năm vực đã trôi qua hơn nửa năm, phúc địa Hắc Lâu Lan đã vượt qua được hai lần địa tai, bây giờ đang độ kiếp lần thứ ba mỗi lần độ kiếp là một cửa ải khó nhưng hắc lâu lan được lê sơn tiên tử giúp đỡ cộng thêm có một số tiên cổ trong tay nếu gặp phải Na đề nhất định sẽ cầu viện giống phương nguyên hiện tại bên đó không có tin tức điều này nói lên nàng ta vẫn còn an toàn sau khi xác định tình huống người bên cạnh xong phương nguyên không còn gì bận tâm một lần nữa vùi đầu vào ngư đồ cho bản thân hắn tính toán thời gian đến đại hội đấu giá còn chưa đầy nửa tháng phóng vào bên trong phúc địa hồ tiên bởi vì tốc độ thời gian trôi qua gấp 5 lần, chính là 2 tháng rưỡi. Cổ căn đảm vẫn tiếp tục buôn bán. Đồng thời, Phương Nguyên dự định lợi dụng cổ trí tệ thử tìm lại linh cảm đã xuất hiện trước đó. Thời gian vội vàng, phúc địa hồ tiên đã trôi qua 2 tháng, Phương Nguyên mang theo vẻ mặt hài lòng bước ra từ hang động dưới lòng đất, hắn lợi dụng vầng sáng trí tệ suy tính đã có được thu hoạch rất lớn, thành công dung hợp nội dung của thổ nạp khí độc và giáp tâm hại người, từ đó hình thành nên một tàn chiêu tiên đạo hoàn toàn mới, Phương Nguyên đặt tên cho nó là phun ra khí độc lấy tên của phụ nhân tâm làm hạch tâm tất nhiên nó cũng có được cái tên là tiên đạo nhưng sát chiêu thì cũng không hoàn toàn mỗi lần thôi động bên trong cơ thể sẽ lưu lại một lượng khí độc tạo thành di chứng tàn độc vì thế nó mới được xem là tàn chiêu dựa vào cơ thể tiên cương ta có thể liên tục thôi động ba lần phun ra khí độc nếu vượt quá ba lần khí độc lưu lại trên người sẽ độc chết hồn phách của ta hai đại sát chiêu là trí đạo và độc đạo là cơ sở vững chắc còn vầng sáng trí tuệ đã mang lại cho ta rất nhiều linh cảm để cho ta có thể lợi dụng những cơ sở này mà tạo ra tàn chiêu. Số lần Phương Nguyên dùng vầng sáng trí tuệ đã rất nhiều, dùng càng nhiều, hắn càng cảm thấy vầng sáng trí tuệ mang đến tiện lợi rất lớn, lại càng cảm khái uy năng vô thượng của cổ trí tuệ. Mấy ngày sau, Thái Bạch Vân sinh trở lại phúc địa Hồ Tiên. Phương Nguyên đến gặp, thấy hương mặt ông hiện lên sự vui mừng, nhân tiện nói. Lão Bạch, xem ra chuyến đi đến Đông Hải của Huynh lần này nhất định có thu hoạch khả quan. Thái Bạch Vân sinh cười ha hả, Pháp Nhãn Sư Đệ nói không sai, Chính là như vậy, không lại đoán xem lần này ta thu hoạch được gì. Phương Nguyên không khỏi kinh ngạc, Ngọc Lộ tiên tử là nữ đồng thân cận nhất bên cạnh nhạc thổ tiên tôn, nàng ta kiêm tu thổ đạo, thủy đạo, am hiểu phòng ngự và trị liệu, ta cũng biết đội hình các người tiến đánh Phúc Điện, chẳng lẽ một lần thành công, trực tiếp xông vào Phúc Địa Ngọc Lộ? Trên thực tế, trước đó Phương Nguyên cũng không quá xem trọng chuyến đi này của Thái Bạch Vân Sinh, biểu hiện của Thái Bạch Vân Sinh cứng đờ, thở dài nói: "Thì ra sư đệ vẫn không coi trọng ta." Đúng như sư đệ đã nói, lần này chúng ta tấn công phúc địa bảy ngày bảy đêm cuối cùng bị địa linh đánh bại tổ thất nặng nề một vị cổ tiên suýt chút nữa bỏ mình kết quả được ta dùng cổ nhân như cố cứu sống ồ phương nguyên nhớ mày hắn biết giá trị của tiên cổ nhân như cố thái bạch Vân sinh sử dụng tiên cổ này giá trị của ông trong mắt mọi người lập tức tăng vọt quả nhiên thái bạch Vân sinh nói tiếp sau khi mọi người biết được tiên cổ nhân như cố của ta ta được bọn họ lấy lòng rất nhiều sau đó ta được sa ma thịnh tình mời đến cương minh đông hải làm khách ta nào dám đi một mình đến đại bản danh của người khác vì thế đã khéo léo từ chối kết quả sa ma và ba vị tiên cương khác đã mở tiệc khoản đãi ta ở phúc địa hải thị trong tiệc rượu đã cho ta biết được một tin tức trọng đại nói đến đây thái bạt vân sinh dừng lại một chút ánh mắt lấp lánh nhìn phương nguyên phương nguyên cười thầm trong lòng thuận theo ý của ông hỏi ha rốt cuộc là tin tức quan trọng gì biểu hiện của thái bạt vân sinh nghiêm lại một chút phấn khởi nói là biện pháp có thể giúp sư đệ ngươi giành lại cuộc sống mới thoát khỏi cơ thể cương thi ồ phương nguyên nhướng mày việc hắn gia nhập cương minh bắc nguyên vẫn còn chưa có tiến triển không nghĩ đến thái bạch vân sinh lại có thu hoạch trước hắn về phương diện này là biện pháp gì phương nguyên hỏi thái bạch vân sinh đáp sa ma có một vị đạo lữ song tu tên là tô bạch man cũng là tiên cương trước đó tô bạch man có được cơ duyên đánh bại cường địch thu được một con tiên cổ trụ đạo tên là trụ miêu con cổ này có thể đánh dấu bên trong dòng sông thời gian nếu đứng một mình thì nó chẳng có tác dụng gì cả nhưng nếu phối hợp với tiên cổ trụ đạo khác nó lại có hiệu quả cực tốt chương 1026 phương pháp thoát khỏi tiên cương hai phương nguyên nhe đến đây lập tức hiểu được dụng ý trong lời nói của thái bạch vân sinh hai mắt hắn sáng lên nhưng rồi lại trầm xuống lão bạch ta hiểu ý của huynh ta đã sớm nghe nói tiên cổ trụ miêu nếu phối hợp với cổ giang sơn như cũ của huynh có thể giúp cho sông núi trở về một thời điểm chuẩn xác nào đó trong quá khứ còn nếu phối hợp với tiên cổ nhân như cũ trên lý thuyết cũng có thể đem mục tiêu trở lại trạng thái trong quá khứ nhưng tiền đề hết thảy phải cần tiên cổ trụng mưu giao xuống tiêu ký không sai Nhưng như cố của ta chỉ có thể trở lại thời gian chớp mắt trước đó nhưng nếu phối hợp tiên cổ trụng miêu có khả năng đột phá thời hạn trước mắt này sư định ngươi có thể dựa vào phương pháp này để thoát khỏi thân phận tiên cương thái bạch vân sinh hương phấn nói thái bạch vân sinh nói không sai cổ là thiên địa thật tinh công dụng đơn nhất khác biệt với nhau tiên cổ lại là thứ duy nhất mặc dù uy năng lớn nhưng cũng có hạn chế. ngươi là vạn vật chi linh, tam hiểu nhất là trí tuệ và sáng tạo. nếu sử dụng cổ trùng khác tạo thành tổ hợp, hiệu dụng sẽ tăng lên. bổ sung khuyết điểm cho nhau. có tiên cổ trụng miêu phối hợp, cổ nhân như cố hoàn toàn có thể đột phá thời hạn chớp mắt. như phương nguyên lắc đầu, hai con tiên cổ phối hợp thôi động cũng không đơn giản là thôi động cùng một chỗ mà thôi, mà cần rất nhiều cổ trùng phàm đạo làm phụ trợ, thậm chí tiên cổ để điều hòa, từ đó hình thành sát chiêu tiên đạo. tiên cổ trùng miêu và nhân như cố phối hợp với nhau đúng là có thể áp dụng lý thuyết bên trên nhưng thắc người lại không có sát chiêu tiên đạo tương ứng nghĩ đến đám người sa ma mở từ khoản đãi huynh thịnh tình chính là muốn huynh trợ giúp bọn họ cống ra cổ nhân như cố thuận tiện cho bọn họ nghiên cứu ra sát chiêu tiên đạo thái bạch phân sinh gật đầu khen sư đệ đệ là người thông minh đoán rất chuẩn đúng là như vậy đáng tiếc đáng tiếc phương nguyên lại một lần nữa lắc đầu đa tiếc cái gì biện pháp này ta cảm thấy có hy vọng mà Thái Bạch Vân xin nghi ngờ nhìn Phương Nguyên, "Lão Bạch, huy nên biết, ta trở thành tiên cương đã là sự thật đúc như sắt thép, có lẽ đám người sa ma trước khi trở thành tiên cương đã dùng qua tiên cổ trụ miêu để giao tiêu ký xuống dòng sông thời gian, còn ta thì không, tuy thế, cho dù có nghiên cứu ra sát chiêu tiên đạo, đối với ta mà nói cũng vô dụng." Phương Nguyên thở dài, Thái Bạch Vân xin mỉm cười, "Sư đệ, đệ lo lắng cũng đúng. Nhưng ta còn muốn nói cho đệ một tin tức tốt, Sa Ma và Tô Bạch Man còn chưa sử dụng tiên cổ trụ miêu gieo xuống tiêu ký, sao lúc trước tô bạch man đánh lui cường địch mặc dù thu hoạch được tiên cổ trụng miêu nhưng không biết công dụng của nó lúc đó tô bạch man trọng thương sắp chết không thể không biến thành tiên cương sau khi sa ma biết được để làm bạn với vợ của mình mặc dù thạo nguyên của gã còn rất nhiều lã vẫn quyết định chuyển thành tiên cương sau khi hai người trở thành tiên cương mấy năm mới biết được lai lịch của con tiên cổ trụng miêu và cách dùng của nó thái bạch phân sinh nói là như vậy sao biểu hiện của phương nguyên hơi nhúc nhích Tình huống đoạt được tiên cổ thần bí, tốn mất mấy năm. Thậm chí hơn 10 năm mới biết rõ, lai lịch cũng như cách dùng cũng không phải là ít. Lúc trước, Phương Nguyên cũng đã đạt được rất nhiều tiên cổ bên trong phúc địa vương đỉnh, nhưng hắn không dám dùng lung tung. Cũng may có địa linh lang ra. Hắn mới biết được rõ ràng, Thái Bạch Vân Sinh nói tiếp, sau khi hai người biết được cách dùng của tiên cổ trụ miêu. Thật sự rất hối hận, nhưng có hối hận cũng đã muộn. để cũng có tình huống tương tự, vì thế ta đã trực tiếp hỏi ngay trong bữa tiệc rượu. Sama nói còn có một biện pháp, chính là Sơn Thu Thiền. Cái gì? Biểu Liện Phương Nguyên có chút hiếu kỳ trộn lẫn nghi hoặc. Sơn Thu Thiền là vật trong bảng kỳ cổ mà, theo truyền thuyết, nó có thể ngược dòng thời gian trở lại quá khứ, đáng tiếc vẫn còn chưa được chứng thực. Thái Bạch Phân Sinh cũng không nghi ngờ gì. Sơn Thu Thiền không đáng tin cậy, nhắc đến Sơn Thu Thiền chỉ là một ví dụ, ý của Sama muốn nói, mặc dù đã bỏ qua thời cơ sử dụng tiên cổ trụ miêu, nhưng nếu có tiên cổ Sơn Thu Thiền, có thể đem dòng sông thời gian như giải lộ tiên đến trước mặt, sau đó lợi dụng tiên cổ trụ miêu giao sung ấn ký rồi sử dụng cổ nhân như cố ta cho rằng biện pháp này cũng có khả năng thành công phương nguyên nhắm mắt nhất thời trầm tư không lên tiếng trả lời thái bạch vân sinh không biết phương nguyên chính là chủ nhân của xuân thu thiền mặc kệ sa ma hay là thái bạch vân sinh tất cả đều không biết công dụng chân chính của xuân thu thiền chỉ nghe lời đồn lại mà thôi phương nguyên thầm nghĩ nếu ta có thể trực tiếp vận dụng xuân thu thiền thì đã sớm vận dụng cần chi đến lúc đó lại dùng tiên cổ trụ miêu vẽ với thêm chuyện nhưng phương pháp này đúng là có thể thực hiện phương nguyên và cổ trí tuệ đã đạt thành hiệp nghị xét theo một trình độ nào đó hắn đang nắm giữ cổ trí tuệ hắn có thể từ vũng bồn tiên cương nhanh chóng cuột khởi trong hơn nửa năm tiến bộ dũng mãnh thay đổi tình trạng hơn phân nửa công lao trong đó thuộc về cổ trí tuệ phương nguyên muốn dùng xuân thu thiền trùng sinh các khỏi thân phận tiên cương thì đã sớm dùng qua không nói đến sử dụng xuân thu thiền còn có xác suất thất bại chỉ nói đến chuyến đi đến bắc nguyên của phương nguyên thực lực của hắn quá yếu cho dù có trùng sinh lại lần nữa biến số quá nhiều. Phương Nguyên muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn, ngay cả nửa thành nắm chắc cũng không có. Sau khi cùng cổ trí tuệ đạt thành ước định, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, khi đó hoàn cảnh quá đặc biệt. Cổ trí tuệ cửu truyền chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi đao của Phương Nguyên, không có cổ trí tuệ cũng đừng nói đến lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng ngoại trừ dân thu thiền, vẫn còn một con tiên cổ trụ đạo khác, ví dụ như tiên cổ xem hướng, tiên cổ rõ mồn một trước mắt, tất cả đều có thể giúp cổ tiên đứng ở hiện tại nhưng vẫn quan sát được chuyện phát sinh trong quá khứ chỉ là giữa hai bên có sự chênh lệch sử dụng cổ xem hướng có thể từ trên mặt đất hoặc cây cối có thể nhìn thấy thịnh cảnh phồn hoa trước đây sử dụng tiên cổ rõ mồn một trước mắt chính là quan sát những gì trải qua của bản thân hai đại tiên cổ hợp luyện có thể hình thành tiên cổ bát truyền rút ra được ý chí của cổ tiên quan sát dòng sông thời gian quan sát hết thảy mọi chuyện phát sinh phương nguyên suy luận trong lòng nếu có tiên cổ trinh sát trụ đạo cực vĩ phối hợp với tiên cổ trụ miêu cũng có thể hình thành sát chiêu tiên cấp trụ đạo đặt chân ở hiện tại nhưng có thể giao tiêu ký trong quá khứ về sau lại dùng tiên cổ nhân như cố là có thể phục hồi cơ thể lại như cũ một lần nữa phục sinh cũng sẽ không mất đi cổ trí tuệ đương nhiên tiên cổ cực vãng chỉ là một ví dụ có lẽ còn có tiên cổ trụ đạo khác thích hợp phối hợp hơn với trụ miêu thì sao phương nguyên suy nghĩ thật lâu lúc này mới mở hai mắt ra lão bạch đa tạ huynh hàn chân thành cảm ơn mặc dù biện pháp này có khả năng nhưng hao phí tinh lực vật lực thời gian cũng không ít ít nhất là một công trình trăm năm nhưng rốt cuộc cũng có được hy vọng ngươi một nhà đừng nói mấy lời như vậy cảm ơn cái gì chứ thái bạch vân sinh lập tức nói nhưng nghe phương nguyên nói trong lòng thái bạch vân sinh cũng đã có nắm chắc thở dài nói đúng vậy tích ra cũng còn có hy vọng chương một đại hội đấu giá một mặc dù thời gian rất dài nhưng trong lúc đó sư đệ có thể sử dụng dầu đen của cương minh để trì hoãn phúc địa vỡ vụng mặc dù dầu đen khó lấy nhưng dựa vào quan hệ hợp tác giữa ta và sa ma cũng có thể lấy được phương nguyên cười nói trong khoảng thời gian huynh đi ta đã dùng thân phận giả mạo sa hoàng để gia nhập cương minh bắc nguyên thì gia sư đệ ngươi đã sớm có kế hoạch phương nguyên nói tiếp ta muốn tham gia đại hội đấu giá bắc nguyên huynh hãy nghi cùng ta đây là sát chiêu phàm đạo gặp mặt không quen biết thủ bút của đạo thiên ma tôn còn có mấy sát chiêu vân đạo cũng cho huynh xem qua không phải huynh kim tu vân đạo sao thái bạch vân xin tiếp nhận sát chiêu trong lòng không khỏi ấm áp ta lo cho sư đệ đồng thời sư đệ cũng vì ta mà suy nghĩ sao sau đó phương nguyên lại cho thái bạch vân sinh xem quan tài cổ tiên và giao dịch với địa linh lang ra lần này thái bạch vân sinh khiếp sợ không thôi sau đó nửa vui nửa buồn nói xem ra đại hội đấu giá lần này là một trò hay tan đi chung với đệ tốt nhất là gọi luôn lê sơn tiên tử và hắc lầu lang bọn họ tất nhiên là đi rồi mặc dù đã bại lộ quan hệ liên minh trước khắc thành nhưng hiện tại vẫn không thể công khai đồng hành cùng bọn họ phương nguyên nói sư đệ nói có lý thái bạch vân sinh ngật đầu thanh phong cao vút thăng mây đỉnh núi là một đầm sâu tĩnh mịch như hương tả ra từng sợi mây trắng trên bầu trời nơi này là phúc địa chân vũ căn cơ viên gia bắc nguyên họ viên cũng không hiếm thấy vô cùng bình thường đam cương đông hải tê mạc nam vực đều có nhưng ở bắc nguyên họ viên lại mạnh hơn cả đại diện cho thế lực siêu cấp quyền uy vô thượng trên không đầm sâu một vị lão nhân mặc áo bào trắng múa trường thương khí tức hạo đãng nhấc lên từng trận vân lam lão nhân tóc trắng tinh thần quắc thước dáng người biến hóa khi thì mạnh như điện khi thì tĩnh như bàn thạch trường thương trong tay như du long mở rộng linh vận mười phần nhưng mặc kệ ông ta có nhấc lên bao nhiêu động tĩnh đồng nước trên đỉnh thanh phong vẫn yên tĩnh như gương không chút rung động trong hồ nước sinh cơ bừng bừng kê rong trồi nổi không hề vận sóng một đàn cá chết xuyên qua mặt nước nhìn chằm chằm lão già áo bào trắng vung vẩy trường thương miệng nhỏ không ngừng khép mở giống như đang mở miệng nói chuyện viên lão đầu mùa không tệ lắng thật đẹp mắt một thương này đâm vào không tệ có chút bóng dáng của thương đạo nhân năm đó ồ một thương này quét ngang quá nhiều có điểm lệch nghe đám cá chết nói chuyện lão già áo bào trắng dừng lại động tác rơi xuống ven đầm trường thương trong tay đột nhiên nở rộ bạch quang hóa thành một con cổ trùng bắn vào trường bào của ông ta sau đó ông ta chi lễ với cá chết trong hồ khiêm tốn thỉnh giáo xin hỏi vừa rồi quét ngang tại sao lại có điểm lệch ngươi dùng sức quá mạnh quá ngang ngược đã mất đi thần vận lão đầu tử tuổi ta quá lớn hỏa khí quá vượng nên ăn chút cây rong để giảm lửa đám cá chết nhao nhao tùy ý bình luận đám cá chết này đều là vật phi phàng da trắng như tiết, vải đen như mực đen trắng giao thoa rõ ràng không một chút tạp sắc thế nhân gọi là chân vũ lý là linh vật thiên địa mỗi một con đều là dị thú vương lão giả áo bào trắng trầm ngâm một phen sau đó dựng thẳng ngón tay dùng cánh tay thay trường thương thử diễn luyện hỏi như thế này được không không được sai lão đầu ngươi đần quá đám ca chép há miệng ngậm miệng khiến lão giả phải đau đầu lúc này cổ tiên viên gia là viên trì chạy vội đến nghe được âm thanh phê bình của chân vũ lý, cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn ta chỉ lễ với lão giả áo bào trắng cung kính nói bài kiên thái thượng đại trưởng lão lão giả áo bào trắng chính là thái thượng đại trưởng lão viên gia tu vi thất triển, chiến lực đỉnh phong, sau khi nhìn thấy người đến, không khỏi cao mày, tiểu bối viên trì, sao ngươi lại chạy đến đây, không phải lão phu đã dặn dò qua, khi ta đang tĩnh tâm diễn võ, không ai được tùy ý quấy giày ta. Đại nhân, trước đó mày cũng đã căn dặn vãn bối, muốn vãn bối nhắc nhiều ngày không được bỏ qua đại hội đấu giá, viên trì hành lễ càng cung kính hơn. Ồ, đúng là có chuyện như vậy, lão phu xích chút nữa quên mất, nói như thế, đại hội đấu giá đã sắp đến đại trưởng lão viên gia vũ vỗ, vỗ chán viên trì cười khổ đại nhân hôm nay là ngày cử hành đại hội đấu giá sao thời gian trôi qua nhanh như vậy à tiểu tử ngươi nhắc rất đúng lúc đợi lão phu trở về sẽ khen thưởng cho ngươi lên nói xong đại trưởng lão viên gia vung tay lên từ trong hộp kính bay ra một con tiên cổ tiên cổ này tên là nhân ngữ có thể đem ngôn ngữ của dã thú truyền thành tiếng người tiên cổ nhân ngữ vừa bay lên tiếng nghị luận của đàn chân vũ lý lập tức dừng lại chỉ còn cái miệng khép mở mà thôi đại trưởng lão viên gia cất con tiên cổ nhân ngữ nhất phi trùng thiên hoa quang mà đi đàn cá chân vũ lý quay quanh dường như nghị luận với nhau một phen về sau cảm thấy không thú vị tất cả đều lặn xuống dưới viên trì nhìn theo thân ảnh của đại trưởng lão biến mất trong tầm mắt đại trưởng lão vẫn như cũ hắn ta cảm thán một câu sau đó vung tay áo về phía kính hồ lập tức gió nổi mây phun mây trắng nồng đậm một lần nữa che giấu trọng địa quan trọng nhất của viên gia một thư sinh gật gù đắc ý cầm quyền sách trong tay nửa ngồi nửa nằm trong đình đài nhìn hoa sen ngoài đỉnh, ánh trăng chiếu nhẹ gió thổi vào mặt hoa mai lưu động một thị nữ đứng bên cạnh thư sinh gương mặt của nàng như tranh vẽ tay trắng như tuyết cầm cái bình nhỏ rót rượu vào trong chén đá trên bàn thư sinh đọc xong thi từ một tay cầm quyển sách ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài như cũ tay còn lại cầm chén rượu đi nhìn cũng không thèm nhìn đổ rượu vào miệng chép miệng mấy lần lẩm bẩm tuy rượu ngon như lại không thể uống nhiều vừa lúc đại hội đấu giá diễn ra ta lại đòi thêm người kia vài hũ, hồng tụ, chuyến này ngươi đi theo ta. Để hương lưu ở đây trông coi phúc địa, vâng, công tử, kỵ nữ vui mừng. Huyền truyền đồng ý, tanh canh canh âm thanh tiên cổ thiên la vang vọng trong lòng cổ tiên hạ lang tử, đi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt mở ra, từ trong thất khiếu chảy ra vết máu, tiên cổ thiên la này quả nhiên lợi hại, ta chỉ thôi phát nửa thành uy năng, nhưng đã chấn ngũ tạng lục phủ của ta phải lệch vị trí, huyết mạch đảo lưu cho dù ta vẫn tuân thúc dục sát chiêu phòng ngự phàm đạo đỉnh cấp hạ lang tử nhai răng cười một tiếng huyết dịch chậm rãi chảy về sau mấy hơi thở biến mất không thấy gì nữa giống như chưa hề bị tổn thương uy năng này không lo tiên cổ đổi không được y vân người đứng dậy nhanh chóng bay về phía cỏ lau phi hồng nơi này chính là cỏ lao phi hồng sao quả nhiên rất đẹp một vị cổ tiên bát chuyển ngương mặt già nua đứng trên không trung quan sát liếc nhìn bụi cỏ lau dưới chân nhưng ông chỉ thấy bụi cỏ long thủy đạo như ngõ hẻm rắc rối phức tạp, chẳng khác nào mê cung. Nhân vật chính ở đây không phải vịt, cũng chẳng phải mong biển, cũng không phải cá, mà là có lau màu đỏ, có lau minh mang, nhảy lên khỏi mặt nước với tư thế mạnh mẽ, dường như mang theo sự phóng khoáng và táo bạo, trung trùng điệp điệp, chẳng kiêng nề gì cả mà trải rộng, dùng tư thế vương giả chinh phục sinh linh nơi này, chiếm thành của mình. Vị cổ tiên bát chuyển quan sát một hồi, cảm thán nói: Quan cảnh này không khỏi tráng lệ và lộng lẫy, bên ngoài phóng khoáng, bên trong lại chất chứa khe rãnh, Chương 1028 Đại hội đấu giá hai lấy cảnh và người, có thể thấy được bên trong tần bách thắng ẩn chứa sự hùng vĩ, hào phong không bị trói buộc, lại có lòng dạ biết tính toán, khó trách có thể quấy lên phong vân ở Bắc Nguyên, tổ chức được đại hội đấu giá lần này. Giáo chủ mắt sáng như đuốc, một vị cổ tiên thất truyền bên cạnh công ta gật đầu tá thành, hành động lần này của tần bách thắng là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cải tử hồi sinh, mộ dung tẫn hiếu ta thật sự bội phục, đúng là chờ mong, Đại hội đấu giá lần này bao gồm tất cả anh hùng hào kiệt ở Bắc Nguyên. Cổ tiên bát truyền được gọi là giáo chủ thu hồi ánh mắt, giọng điệu hương phấn, hả, Đông Hải màu mỡ, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, giáo chủ có thể xưng bá một phương, không chế toàn bộ biển lưu ly, tuy Bắc Nguyên có nhiều nhân tài, nhưng có thể lọt vào pháp nhãn của ngài, chỉ sợ không có ai." Nghe lời ông ta nói, có thể thấy được vị giáo chủ thần bí này không phải cổ tiên Bắc Nguyên mà là đến từ Đông Hải. Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Phương Nguyên ông quyền, cho hỏi Tần Bách Thắng, hát, xa lão đệ. Ta chờ ngươi rất lâu rồi, chỉ là không nghĩ đến ngươi trực tiếp đến từ phía Lê Sơn Tiên Tử. Tần Bách Thắng vô cùng nhiệt tình, làm hai tay Phương Nguyên, đối đãi Phương Nguyên như huynh đệ trong nhà. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân sinh đồng hành cùng với nhau, nhưng không hành tàu Bắc Nguyên, mà đi thẳng vào phúc địa của Lê Sơn Tiên Tử, thông qua của động địa đến thẳng phúc địa Bách Thắng, bởi vì hợp tác lúc trước, lại ký kết Sơn Minh. Bên trong phúc địa của Tần Bách Thắng và Lê Sơn Tiên Tử đã dựng lên một cặp cổ động địa để thuận tiện qua lại. Phương Nguyên mang theo 13 miên vân quan quách. Thông qua đường tắt, trực tiếp chuyển đế phúc địa, một lần nữa gặp được Tần Bách Thắng, cũng không còn cách nào. Trên người ta mang trọng bảo, tu vi thấp. Chỉ có thể thông qua phương pháp này mà đến đây, mới có thể giảm bớt chuyện ngoài ý muốn. Phương Nguyên cố ý cười khổ, lão đệ, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Ngươi là chân nhân bất lộ tướng, thâm bất khả trác, chỉ dựa vào quan hệ giữa ngươi và Lê Sơn tiên tử. Ai dám đánh chú ý lên lão đệ ngươi chứ? Tần Bách Thắng xu nịnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu có ngày ta có được chiến lược giống lão ca, ta sẽ không sợ, Phương Nguyên nhanh chóng đáp lại. Luận về khả năng giao tiếp, hắn không thua gì Tần Bách Thắng, không biết vị này là Tần Bách Thắng chuyển ánh mắt sang nhìn thái Bạch Vân Sinh bên cạnh Phương Nguyên. Lúc này, Tần Bách Thắng cũng đã vận dụng cổ gặp mặt không quen biết, hóa thành một vị lão giả bình thường, dung mạo, dáng người đều rất khác so với trước đó. Đây là hào hữu của ta, cổ tiên Bạch Thắng, Phương Nguyên thoải mái giới thiệu, bạch thắng thứ cho ta kiến thức nông cạn lại còn không biết bác nguyên ẩn giấu một nhân vật như ngươi tần bách thắng chủ động chi lễ không dám nhận không dám nhận thái bạch phân sinh vội vàng chi lễ tần bách thắng dẫn phương nguyên và thái bạch phân sinh đến sàn đấu giá vì đại hội lần này ta đã cố tình cải tạo phúc điện, tạo thành sàn bán đấu giá to lớn này tần bách thắng giới thiệu quả nhiên không phải bình thường khí tượng hùng kỳ không hổ là xuất thân từ tay của tần lão ca phương nguyên cười tủm tỉm mấy lời nịnh nọt được nói ra miệng Tần Bách Thắng lại cảm thấy lo lắng, bất an. Cũng không còn cách nào. Đại hội đấu giá lần này vần như mời hết các thế lực lớn Bắc Nguyên. Cộng thêm rất nhiều cường giả, ta phụ trách việc này. Nếu sản bán đấu giá thô sơ quá, chỉ sợ đắc tội người khác. Nói thật, mấy ngày qua áp lực của ta rất lớn, hầu như ngủ không yên. Cũng may có xa lão đệ ra tay. Phúc địa cổ tiên nhất định sẽ dẫn đến tranh đoạt. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải chờ mong, không biết số lượng bao nhiêu vậy. Phương Nguyên cũng không nói thẳng ra số lượng, chỉ cười nói. Tần lão ca, huynh cứ yên tâm đi nhé. Hả? Ta đương nhiên là yên tâm rồi. Mắt tần bách thắng sáng lên, cũng không thăm dò nữa. Quyết định chuyển sang chủ đề khác. Nơi này của ta có quảng trường, đại sảnh, phòng đơn, cũng có mật thất. Mọi người có thể tùy ý giao lưu với nhau trong đại sảnh. Phòng đơn thì dành cho những người thích một mình, hoặc tính tình cổ quái. Mật thất thì dành cho cổ tiên muốn che giấu thân phận, ba bố trí này đều đã được ghi rõ ràng trong minh ước trước đó sa lão đệ không cần lo lắng ta sẽ giờ trò bên trong không biết sa lão đệ chọn vị trí nào ba vị trí này có thể đổi bất cứ lúc nào trong quá trình đấu giá hay không phương nguyên hỏi trước một câu đương nhiên có thể rồi chỉ là nếu mật thất đã được chiếm trước đó trừ phi chủ nhân đồng ý nếu không sẽ không cho người ngoài vào tần bách thắng đáp vậy ta chọn một gian mật thất phương nguyên nói lão hủ cũng chọn một gian mật thất thái bạch vân xin lên tiếng sau đó Tần Bách Thắng vượt đầu, chín mật thất đầu tiên đã được người ta chọn, bây giờ cho hai người mật thất số người và người một. như thế nào? Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh không gì là không thể, hai người tiến vào hai mật thất không lâu, Phúc Địa Bách Thắng lập tức mở cửa minh đón rất nhiều cổ tiên, bên trong mật thất, Phương Nguyên hứng thu vuốt con cổ trùng trong tay, đám phàm cổ này tất cả đều là của Tần Bách Thắng, nhưng chủ động cấp cho chủ nhân mật thất, mặc cho Phương Nguyên thôi động. Hắn điều động một cỗ chân nguyên thử rót vào, cảnh tượng trong mật thất lập tức thay đổi, xem ra Tân Bách thắng đúng là đã dụng tâm suy nghĩ, nói là mật thất, nhưng chẳng khác nào một tiểu thiên địa, còn lớn hơn so với một khu rừng, chỉ cần thôi động mấy con phàm cổ là có thể tùy ý thay đổi hoàn cảnh chỗ này, biến thành núi hay sông đều có thể được. Theo phương nguyên điều động, hoàn cảnh chung quanh mật thất không ngừng phát sinh thay đổi, khi thì núi xanh um, còn hắn thì ngồi trong lương đỉnh trên ngọn núi, khi thì sông lớn cuồn cuộn, còn hắn thì đang ngồi trên truyền. Đương nhiên, những thay đổi này chỉ là huyễn ảnh, không phải thật. Nếu là thật, trong khoảnh khắc muốn cải thiên hoán địa, nhất định phải dùng tiên cổ hao phí không ít tiên nguyên phương nguyên lại cầm con cổ trùng bên cạnh rót tinh thần vào quan sát bên trong con cổ đông song này ghi chép rất nhiều vật đấu giá đều là bảo vật chân quý phương nguyên nhìn qua cũng có cảm giác hoa mắt chóng mặt có một số vật đấu giá đằng sau còn viết điều kiện tương ứng ngoại trừ có thể dùng tiên nguyên thạch để mua còn có thể dùng vật khác để đổi hiển nhiên những vật này đều là chủ nhân của vật mang đi đổi muốn tìm kiếm phương nguyên khẽ quét qua nội dung trước mặt trọng điểm chú ý phần phía sau. Nội dung của phần này đề cử rất nhiều tiên cổ, đủ loại, liên quan đến nhiều lưu phái khác nhau. Đằng sau đều di chú tin tức trao đổi, khác với vật đấu giá trước đó, tiên cổ là duy nhất, có nhiều tiên nguyên thạch đi chăng nữa cũng không bán. Đây dường như là thiết luận của thị trường. Cho dù đến thời kỳ loạn chiến năm vực cũng như vậy, bởi vậy, muốn mua một con tiên cổ, nhất định phải dùng một con tiên cổ khác làm vật thanh toán. Phương Nguyên đầu nhập tâm thần, rất nhanh nhìn thấy tiên cổ của hắn được liệt kê bên trên, có một bước lên may. Lưu lạc thiên nhai, chưa tai, nhạc sơn nhạc thủy, hai cái trước đều là tiên cổ di động, một con thuộc phần đạo, một con thuộc thủy đạo, hoàn toàn không hợp với lực đạo của phương nguyên. Mặc dù Thái Bạch Vân sinh kiêm tu vân đạo, nhưng bản thân lại là cổ tiên trụ đạo, một bước lên mây đối với ông cũng không hợp dùng. Về phần tiên cổ chiêu tai, cao đến thất truyền, chương 1029, đại hội đấu giá ba nhưng hiệu năng có thể nói là ngất trời, quả thật là lợi khí tự sát vận đạo, mặc dù Phương Nguyên cũng đã tưởng tượng qua một số công dụng của nó. Nhưng có thể đổi lấy tiên cổ khác thì càng thêm có lời, sau cùng là cổ nhạc sơn nhạc thủy, có thể sinh ra rất nhiều nhạc ý, nhưng Phương Nguyên đã chuẩn bị luyện chế đại quy mô cổ ác nghiện, như vậy hắn không cần dùng đến cổ nhạc sơn nhạc thủy, không mại đổi ra ngoài. Xem có thể đổi được tiên cổ nào khác hay không, đổi không được, cùng lắm thu hồi lại mà thôi. Sau tứ đại tiên cổ, tất nhiên là Di Chú yêu cầu tiên cổ mà Phương Nguyên muốn đổi, Đáng nhắc đến là bốn con tiên cổ này đều do Phương Nguyên thông qua đường dây của Lê Sơn tiên tử để bán ra, xem như rũ rệt quan hệ với mình, mặc dù bán cổ chiêu tai đi sẽ có chút phòng tay, thậm chí là phiền phức, nhưng nếu có thể đổi lấy tiên cổ dùng được, vậy thì lợi nhiều hơn hại, bỏ lỡ cơ hội tốt lần này. Đợi đến lần sau, đoàn chừng phải đến loạn chiến năm vực mấy trăm năm sau. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, nhưng khi cần cắt thì sẽ cắt, nên mạo hiểm sẽ mạo hiểm, tuyệt không lùi bước. Ngoại trừ bốn con tiên cổ này, ta còn sân thu thiền cổ tịnh hồn cổ liên vận cổ phụ nhân tâm cổ trí tuệ phương Nguyên nhầm tính còn lại năm con tiên cổ những con này hắn đều cần sẽ không lấy ra đấu giá thậm chí ngay cả cái gì có thể làm bại lộ thân phận cũng sẽ tận lực phòng ngừa sơn thu thiền ai dùng nấy biết mặc dù có khả năng thất bại nhưng phương nguyên cũng tận được chỗ tốt kinh nghiệm không ít muốn ngừng cũng không được cho dù có cổ trí tuệ bên trong phúc địa hồ tiên sơn thu thiền vẫn là át chủ bài lớn nhất của hắn phương nguyên quyết định không khiêu thứ nhất vẫn giữ Xuân Thu Thiền làm cổ bản mệnh. Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ lựa chọn Thăng Tiên trụ đạo. Tiên cổ Tịnh Hồn là Tiên cổ Hạch Tâm của sát chiêu vạn ngã. Mặc dù đang bị đói không thể thúc dùng, nhưng hắn cũng sẽ không bán. Tiên cổ Liên Vận là Tiên cổ phụ trợ bù đắp vấn đề của Xuân Thu Thiền. Bản thân Phương Nguyên cảm nhận được sự lợi hại của vận đạo, vì thế hắn sẽ không bỏ qua con cổ này. Cổ trí tự nghĩ cũng đừng nghĩ, vừa lấy ra chính là phong vân ngập trời, dẫn đến họa sát thân. Về phần Tiên cổ Phụ Nhân Tâm ban đầu phương nguyên cũng đã định vớt bỏ nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp hắn đã lĩnh ngộ ra được sát chưa phun ra khí độc lúc này cổ phụ nhân tâm đang ở mực phải của phương nguyên nó có hình trái tim đang đập kinh thịch nhưng hình thể hơi nhỏ chỉ bằng nắm tay của đứa bé mới sinh toàn thân nó tím đen khí độc quanh quẩn liên thông với mạch máu phương nguyên mỗi lần phương nguyên hô hấp thi huyết chậm rãi lưu động không ngừng phun ra khí độc tuần hoàn bên trong cơ thể phương nguyên từ điểm này có thể thấy rõ cái bóng của sắt chiêu trí đạo giáp tâm hại người nhưng phàm của phụ trợ phụ nhân tâm giống như một cổ trận nghịch luyện thông qua nghịch luyện rút sức mạnh của phụ nhân tâm ra điều này phải quy công cho tính chất đặc biệt của tiên cổ phụ nhân tâm dưỡng luyện hợp nhất cổ này cần tim của phụ nhân người nấng đã được cho ăn đầy đủ số lượng càng nhiều uy năng càng mạnh hiện tại phương nguyên đã sử dụng quá trình nghịch chuyển rút ra uy năng của nó ngươi là vạn vật chi linh mặc dù phụ nhân tâm là tiên cổ tiêu hao sử dụng một lần là hết nhưng phối hợp với cổ trùng khác có thể giúp cho uy năng của nó không ngừng được rút ra sử dụng nhiều lần phu ra khí độc chỉ là tàn chiêu tiên đạo sau này phải cần hoàn thiện có cổ trí tệ trong tay vấn đề này không lớn phương nguyên thu lại suy nghĩ buông cổ đông song trong tay xuống suy nghĩ khẽ động trước mặt một mảnh trong suốt phương nguyên có thể quan sát đại sảnh phòng đấu giá phòng đấu giá phân ra đại sảnh phòng đơn và mật thất hai người phương nguyên không thể quan sát phòng đơn và mật thất chỉ nhìn thấy được cảnh tượng trong đại sảnh lúc này chỗ ngồi trên thính đường đã có hơn 20 vị cổ tiên đang trò chuyện với nhau nội dung cũng không tránh người Lộc lão đã lâu không gặp, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thì ra là Thanh Huyền Tử, sen ra ngươi đã vượt qua được hai lần thiên kiếp, cổ thạnh, cổ thạnh, đội tình tại hạ không đủ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mấy năm gần đây đã đem phúc địa ra ngoài Bắc Nguyên, hao phí một khoản tiền khổng lồ mượn tiên cổ trụ đạo, kéo dài tốc độ chảy của thời gian bên trong phúc biện, bây giờ vẫn là tu vi một lần thiên kiếp, địa tai đã khó, thiên kiếp lại càng khó hơn, các hạ lão luyện thành thục không cần thiết phải liều lĩnh là con đường ổn thỏa nhất sử dụng hạn ngươi cũng ở đây sao ngươi nói thật kỳ cục ngươi có thể đến vì sao ta lại không thể đến hồ mối thủ đoạt cổ ngày đó của ngươi ta nhất định sẽ báo ngươi cứ chờ xem ha ta biết tiên cổ này hợp với ngươi nhưng ta đã quyết định đầu giá xem ngươi có bản lãnh gì hay không có cổ tiên ôn chuyện lôi kéo tình cảm có người lại dương cùng bạt kiếm mùi thuốc súng rất nồng lúc này một vị lão giả áo bào trắng ngẩng đầu tiến vào đại sảnh há đây không ít người lão giả áo bào trắng này chính là thái thượng đại trưởng lão viên gia ông ta đảo mắt một vòng cười ha hả tiếng cười hào phóng dẫn đến sự chú ý của người trong sảnh tiếng nghị luận cũng thấp dần đi phương nguyên cũng quay sang nhìn vì thái thượng đại trưởng lão viên gia là cổ tiên thất truyền thủ lĩnh thế lực siêu cấp viên gia của bắc nguyên chiến lực phi phàng tài lực cũng hùng hậu là đối thủ cạnh tranh rất mạnh tần bách thắng đang đứng ngay cửa ra vào đó khách lúc này chủ động tiến lên thi lễ ích. viên đại nhân có thể đại giá quang lâm đại hội đấu giá là vinh hạnh của tần bách thắng ta đừng gọi ta là đại nhân cứ trực tiếp gọi ta là viên nhượng tôn Thái thượng đại trưởng lão viên ra nhìn tần bách thắng hai mắt sáng lên thân thiết vỗ vai tần bách thắng trước kia ông ta vào tần bách thắng đã từng đối chiến với nhau thực lực của tần bách thắng rất được ông ta tán thành nhưng gần đây diễn luyện thương thuật của ta lại có tâm đắc hôm nào chúng ta so tài lại lần nữa nhé như nhượng tôn bỗng đổi sang chủ đề khác lộ ra bản tính si mê tỷ võ đạo ngân thương pháp của viên tiền bối vẫn là ký ức mới mẻ trong lòng vãn bối không biết viên tiền bối muốn ngồi đại sảnh phòng đơn hay mật thất tần bách thắng mỉm cười không tiếp nối câu chuyện của viên nhượng tôn cho ta một phòng đơn đi viên nhượng tôn cũng biết đây không phải là lúc ước chiến sau khi suy nghĩ quyết định chọn phòng đơn viên nhượng tôn vừa mới tiến vào phòng đơn một vị thư sinh tấn lãng sau lưng có một vị nữ cổ tiên đi theo cùng nhau tiến vào phòng đấu giá tự tại thư sinh cũng đến sao ánh mắt của đám cổ tiên trong đại sảnh một lần nữa bị hấp dẫn ta đã sớm nghe nói diễm phúc của tự tại thư sinh không cạn bên cạnh có hai vị nữ cổ tiên làm thị nữ tên là hồng tụ và thiêm hương không biết là người nào đây càng nhiều nam cổ tiên nhìn về phía nữ cổ tiên thị nữ mặc vé đỏ như lược chắc chắn là hồng tụ tiên tử thiêm hương tiên tử có mùi thơm phát ra từ cơ thể nếu nàng ấy đến đây lúc này chỉ sợ đại sảnh đã thơm nước mũi rồi cổ tiên biết rõ nội tình lên tiếng đáp trong đầu phương nguyên cũng giải qua tin tức có liên quan vì tự tại tiên sinh này là một tán tu, lai lịch hơi rắc rối. Tổ tiên của hắn ta cũng không phải Bắc Nguyên, mà là thế gia Trung Châu lưu lạc. Chương 1030, đại hội đấu giá bốn môn phái Trung Châu xa xát. Gia tộc có sức cạnh tranh không mạnh sẽ không thể sinh tồn. Ai có điều kiện đều xuyên qua bức tường ngăn giới đến bốn vực khác để sinh sống, gia tộc tự tại thư sinh bị xa lánh, khiến thực lực giảm xuống, sinh sống rất cực khổ ở Bắc Nguyên, ngày càng xa sút, sau khi miễn cưỡng duy trì được mấy đời Rốt cuộc cũng đã dung nhập Bắc Nguyên như giống như kẻ bị bệnh nguy kịch sắp chết, đến thế hệ của Tự Tại Thư Sinh, thói quen gia tộc khó sửa, hoàn toàn băng diệt. Tự Tại Thư Sinh mang theo hai thị nữ đào thoát, giữ được tính mạng, khó khăn sinh tồn, đứng trước nguy cơ tử vong. Tự Tại Thư Sinh cũng không rời bỏ hai thị nữ của mình, cuối cùng, hắn ta đạt được cơ duyên, trở thành cổ tiên. Sau khi thành tiên, hắn ta đã không tiếc hao phí tài lực, tinh lực, giúp hai thị nữ của mình thành tiên, một lần nữa được giới cổ tiên Bắc Nguyên ca tụng mặc kệ là viên nhượng tôn tự tại thư sinh hay là cổ tiên khác đều có truyền kỳ của dương mình có thể trở thành cổ tiên tất nhiên đều là những người đứng đầu đại hội đấu giá còn chưa bắt đầu thậm chí toàn bộ cổ tiên còn chưa trình diện hết nhưng anh hào đã xuất hiện liên tục tinh quang trói mắt tần huynh ngươi đi lo chuyện của mình đi chúng ta chọn một cái phòng đơn là được rồi tự tại thư sinh khoát tay với tần bách thắng trong lời nói cho thấy quan hệ giữa hắn ta và tần bách thắng không tầm thường sau đó tự tại thư sinh khoan thai cất bước cùng với hồng tụ tiên tử tiến vào một gian phòng đơn sau tự tại thư sinh lục tục có cổ tiên tiến vào một số ít lựa chọn phòng đơn đại đa số đều lựa chọn đại sảnh người nào lựa chọn mật thất sẽ có lối đi bí mật trực tiếp tiến vào mật thất mà mình đã chọn đại sảnh không hề thấy được tuy tần bách thắng là tán tu nhưng thực lực cường đại biết hạ mình tôn người giao du rất rộng với nhiều cường giả bên ngoài thái Bạch vân sinh từ mật thất số 11 truyền âm cho phương nguyên đây là lần đầu tiên ông gặp tần bách thắng nhưng đánh giá tần bách thắng khá cao trong lòng phương nguyên vừa nhìn cảnh tượng trong đại sảnh vừa phân tích cũng không phải công của một mình tần bách thắng khi lầu chân dương 88 góc sụp đổ cổ tiên bắc nguyên học nhiều học ít đạt được rất nhiều tiên cổ nhu cầu trao đổi cấp bách để thỏa mãn yêu cầu của mình lại có duyên cớ chân truyền vận đạo cộng thêm phúc địa vương đình bị hủy thế cục bắc nguyên thay đổi thế lực khắp nơi cũng cần một lần nữa chế định quy tắc bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa đại hội đấu giá lần này mới có thể long trọng như thế tân bách thắng và lê sơn tiên tử có thể mời được cổ tiên bát chuyển tuyệt không phải chỉ vì nề mặt hai người bọn họ thời gian trôi qua càng lúc càng có nhiều cổ tiên tiến vào sân trong đại sảnh các cổ tiên trò chuyện thân mật với nhau hình thành âm thanh ong ong mặc dù cổ tiên cường đại chân nguyên vô hạn nghiền ép phàm nhân nhưng vì muốn kinh dân tiên khiếu cậu thêm muốn chuẩn bị một chút tướng phó tai kiếp không ngừng thời gian thật ra có hạn thiên địa rộng lớn cổ tiên thừa thớt rất khó có được cơ hội câu thông nhất là cơ hội như bây giờ. Có thể tập trung nhiều cổ tiên như vậy, đã ít càng thêm ít. Các cổ tiên từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng mạng lưới quan hệ của mình. Tiên cổ là duy nhất. Như khi, cổ tiên muốn mượn tiên cổ bên ngoài để giải quyết nan đề của bản thân. Cây giới này, thương nghiệp không phát triển, tài nguyên chân quý, khó mà dùng tiên nguyên thạch để mua. Chỉ có thể dùng vật quý tương tự để trao đổi. Đại hội đấu giá lần này gần như tập trung toàn bộ cổ tiên lớn nhỏ của Bắc Nguyên. Cơ hồ câu thông như thế cực kỳ khó có được. Bởi vậy trong đại sảnh, các cổ tiên trò chuyện không ngừng trao đổi tin tức thậm chí có người là kẻ địch của nhau được người ở giữa điều đình cố tạm thời hỏa giải ân oán số lượng cổ tiên thưa thớt không phải người quen thì là cửu địch sau khi tự tại thư sinh đến không bao lâu một lão giả chống quải trượng ung dung tiến vào phòng đấu giá tân bách thắng nhìn thấy không khỏi giật mình vội vàng bước nhanh về phía trước tân bách thắng bái kiến dược hoàng đại nhân dược hoàng một trong ngũ đại cổ tiên bát triển bắc nguyên đại sảnh yên tĩnh hơn rất nhiều chợt có cổ tiên đứng ngồi không yên vội vàng đứng dậy âm thanh vấn an không dứt bên tai dược hoàng đại nhân ngài là ân nhân cứu mạng của ta xin nhận một lại này của tại hạ nếu không nhờ dược hoàng đại nhân ngài ra tay đến nay ta vẫn còn bị thương nặng dược hoàng đại nhân ngài còn nhớ ta không lúc trước ta vì ngài mà tìm kiếm nha trùng hoa đậu đấy ngay cả đám cổ tiên đã tiến vào phòng đơn trước đó cũng vội vàng bước ra thi lễ với dược hoàng xin chào xin chào dược hoàng nhìn lành hỏa khí liên tục gật đầu một chút cũng không cao ngạo, giống Thái Bạch Vân Sinh. Dược Hoàng cũng là cổ tiên trị liệu, lại là tiếng nói của chính đạo, huyết mạch hoàng kim, Thái thượng đại trưởng lão của thế lực siêu cấp Dược Sa, danh vọng cực cao ở Bắc Nguyên. Được xưng là ngũ đại cổ tiên bát truyền, nói đến cố sự của Dược Hoàng, nhiều lắm. Nói ba ngày ba đêm cũng không hết, Dược Hoàng có một cố sự liên quan chặt chẽ với Phương Nguyên, phát sinh vào mấy chục năm trước đó, Dược Hoàng sáng tạo tiên cổ trị liệu mới hơn 100 năm gần đây thường xuyên yêu cầu cương minh cung cấp tiên cư cho mình để thí nghiệm tâm đắc nghiên cứu càng nhiều dược hoàng trong giai đoạn mang tính thành quả đã tự biến mình thành tiên cương tới trước mặt rất nhiều cổ tiên không ai có thể khám phá ra điều này thậm chí có lúc giới cổ tiên bác nguyên bị lừa cho rằng thọ nguyên dược hoàng đã hết bất đắc dĩ mới biến thành tiên cương dược hoàng thuận thế tuyên bố muốn gia nhập cương minh khi đó thủ lĩnh cương minh là phần thiên ma nữ đã đến đông hải quần long cương minh như rắn mất đầu chỉ có ba vị cổ tiên thất truyền âm lục công trấn giữ bên trong cương minh không có ai nhìn thấu được thủ đoạn của dược hoàng nhưng cuối cùng ông ta lại bị thua trong tay cánh cửa chính của Mỹ sự đường mặc kệ dược hoàng dùng sức đẩy ra sao cánh cửa vẫn không hề mở ra khiến chúng tiên cương phải nhìn nhau cuối cùng dược hoàng không cách nào tiến vào đành phải cười ha hả chu lại thủ đoạn nói thẳng ra chân tướng của mình mặc dù ông ta lờ vặt mọi người nhưng danh vọng của ông ta quá cao tu vi cực kỳ hùng hậu không có tiên cương nào dám làm khó ông cuối cùng còn khách sáo tiễn ông trở về dược hoàng chân trước vừa đến tông lục công chân sau đã bước vào là tiểu lục a dược hoàng chủ động chào hỏi vãn bối bái kiến dược hoàng đại nhân âm lục công làm ra vẻ thủ sùng như kinh bước lên trí lễ nhiệm vụ cương minh lần này đã hoàn thành kịp thời vì tiên cương kia đã đến dược ra nghiên cứu của lão phu nhờ đó mà không bị đình trệ nói đến mấy năm qua thật sự đã nhờ rất nhiều vào việc hợp tác với cương minh ngươi dược hoàng cười ha ha không dám nhận có thể hợp tác với dược hoàng đại nhân là vinh hạnh của cương minh chúng ta tương lai dược hoàng đại nhân sáng tạo ra được tiên cổ trị liệu mới cũng là tạo phúc cho cổ tiên bắc nguyên chúng ta tông lục công cũng là người biết giao tiếp biết nói chuyện dược hoàng duỗi bàn tay rắn ngô của mình nắm lấy tay âm lục công nào tiểu lục đại hội đấu giá lần này ngồi cùng với lão phu đi không đợi âm lục công từ chối tông đã quay sang nói với tần bách thắng tiểu tần chuẩn bị cho chúng ta một phòng đơn đi chương 1031, đại hội đấu giá năm thế là. Trong ánh mắt ven tị của mọi người, hai người song song tiến vào phòng đơn, Dược Hoàng là cổ tiên bát truyền đầu tiên đến, về sau còn có Bách Túc Thiên Quân. Ngũ hành sư, tuyệt hồ lão tổ lục tục xuất hiện, người nào xuất hiện cũng đều không tránh khỏi toàn trừ oanh động, dưới tình huống đại mộng tiên tôn còn chưa xuất thế. Bát truyền chính là lực lượng đỉnh phong của giới cổ tiên, ngũ đại cổ tiên bát truyền bắc nguyên đều là thành tựu vĩ đại người người hướng tới, trong đó, tuyệt hồ lão tổ là đệ nhất nhân trận danh ma đạo, đại đương gia của phúc địa đại tuyết sơn dược hoàng là thái thượng đại trưởng lão dược gia bát truyền chính đạo bách túc thiên quân ngũ hành sư đều là tán tu vừa chính vừa tà trận danh trung lập người cuối cùng là thái tử phụng tiên cũng là cổ tiên chính đạo thái thượng trưởng lão khác họ của cung gia trên người ông không có huyết mạch hoàng kim địa vị hơi thấp bởi vì ân oán trước đó với cung gia hiện tại ông sống một mình bên ngoài cũng chẳng làm gì cho cung gia khi cung gia tao mộ nguy cơ to lớn lúc đó mới nhìn thấy ông ra tay, ngũ đại bát chuyển, hai chính, một ma, hai trung lập, cản trở lẫn nhau, hình ảnh cục diện cân bằng cho bác Nguyên. Ba vị đại năng bát chuyển đến sau đều muốn một phòng đơn, trong đại sảnh đã có bốn năm chục người, ngũ đại bát chuyển đã đến bốn người, chỉ còn thái tử Phụng Tiên là đủ, đây là thịnh sự trong năm khó thấy một lần, khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt có thể lộ mặt trước những nhân vật đó, chuyến đi lần này đúng là không tệ. Đại năng bắt triển, người nào cũng phong quang khắp cả người, không giận tự uy. Không biết thái tử Phụng Tiên sẽ uy nhi đến cỡ nào, trong lúc mọi người âm thầm chờ mong, một vị cổ tiên băng lãnh thản nhiên bước vào. Là Phượng Cửu ca cải trang thành U Lan tiên tử. Không ít người biết mối quan hệ giữa U Lan tiên tử và thái tử Phụng Tiên, lúc này ánh mắt đều bị thu hút, Tân Bách thắng vội vàng tiến lên chào hỏi, "Chủ thượng phải điều trị thiên khí địa khí, cho nên chuyến đi này ngài ấy đã để cho ta toàn quyến đại diện ý chí của mài lấy." Phượng Cửu ca nói. Cười cũng không cười. Ông ta đúng là tài cao cũng lớn thân là cổ tiên ngoại vực trong thời kỳ nhạy cảm này lại dám đến tham gia đại hội đấu giá bắc nguyên ông ta vừa đến đã lớn tiếng tuyên bố cũng là uy hiếp người khác dùng tấm da hổ thái tử phụng tiên trợ giúp ông ta trong quá trình đấu giá về sao nghe thái tử phụng tiên không đến trong đại sảnh lập tức vang lên âm thanh thất vọng phượng cửu ca biểu hiện đạm mạc sát chiêu gặp mặt giống như quen biết đúng là không tầm thường cổ tiên cả sảnh đường nhì không ra sơ hở đương nhiên trong đó cũng có sự tôn trọng giữa các cổ tiên với nhau sẽ không vô duyên vô cớ dùng cổ trinh sát tùy ý thăm dò tình huống của người khác nhất là phượng cửu ca cải trang thành u lan tiên tử phía sau là đại năng bát triển khiến cho người ta càng không thể tin được sẽ có người gan lớn như thế dưới ánh mắt sáng người của mọi người u lan tiên tử tiến vào phòng đơn ông ta cũng giống như phương nguyên đầu tiên thưởng thức mấy con phàm cổ thay đổi hoàn cảnh trong phòng một phen sau đó cầm cổ đông xong đồ lập tâm thần để nhìn qua sang vừa xem phượng cửu ca đã giật mình tiên cổ lưu lạc thiên nhai tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy những tiên cổ này không phải là cổ trùng hạch tâm của tiên cổ phòng lầu cận thủy linh duyên trai ta sao tại sao lại xuất hiện ở đây ánh mắt phượng cửu ca lóe lên sự chấn kinh sau đó bình phục lại cho thấy lực khống chế tâm cảnh của ông ta không tầm thường xem ra một số thái trượng trưởng lão của môn phái đã đoán không sai năm đó thanh nữ mặc dao của môn phái đã mang lầu cận thủy vào phúc địa vương đỉnh, nếu không có lầu cận thủy trợ giúp chỉ sợ mặc dao không có năng lực tiến vào bên trong bây giờ phúc địa vương đình bị hủy diệt lầu chân dương bị sụp đổ lầu cận thủy cũng vỡ vụng tiên cổ hạch tâm đã bị cổ tiên bắc nguyên đoạt vào tay ô còn có tiên cổ chiêu tai căn cứ theo điển tịch môn phái di lại thanh nữ mặc dao đã từng thu hoạch được tinh túi vận đạo bên trong lầu chân dương luyện ra được cổ chiêu tai muốn trợ giúp phu quân bạc thanh đáng tiếc kiếp nạn của bạc thanh quá sâu cho dù đã được cổ chiêu tai hút hết gần một nửa tai kiếp nhưng cũng khó qua được cuối cùng cả hai đều chết tiên cổ chiêu tai cũng bị tổn hại trong cuộc độ kiếp, không nghĩ đến lại có tiên cổ chiêu tai mới. Điều này khiến cho Phượng Cửu ca nghi hoặc vô cùng, tại sao tiên cổ chiêu tai lại xuất hiện, là ai đã luyện chế? Là người đầu giá sao? Hay bởi vì phúc địa vương đình bị hủy diệt, chạy ra bên ngoài bị người ta cướp đoạt, hết thảy có liên quan đến mặc giao như thế nào, gieo truyền thuyết, mặc giao có lưu lại truyền thừa, liệu truyền thừa này có bao gồm luôn cổ phương luyện chế tiên cổ chiêu tai hay không, nhất thời. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Phượng Cửu Ca. Hát, ông ta bỗng nhiên cười to. Đại hội đấu giá này đến đúng lúc thật, vừa ra trận đã có được rất nhiều manh mối. Bất kể thế nào, nhạc sơn nhạc thủy, lưu lạc thiên nhai đều phải thu hồi. Linh duyên trai đã mất lầu cận thủy quá lâu rồi. Về phần tiên cổ chiêu tay, cao đến thất truyền, cái giá đổi lấy quá cao, tạm thời tính toán sao? Thời gian dần trôi, cổ tiên bước vào cũng dần dần thưa thớt. Tần bách thắng bước đến đài cao, Lợi ích ý nhiều tuyên bố, chư vị, dựa theo hiệp ước, thời điểm đã đến, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Thật kỳ lạ, tại sao Lê Sơn Tiên tử và Hắc Lâu Lan còn chưa đến? Thái Bạch Vân xin truyền tin tức cho Phương Nguyên, đúng vậy, ta cũng đang nghi ngờ. Dựa theo bản tính của Lê Sơn Tiên tử, sau khi vào sân, nhất định sẽ ngồi ở đại sảnh, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Đại hội đấu giá lần này phân ra đại sảnh, phòng đơn và mật thất, nếu lựa chọn mật thất, nhất định sẽ đi theo lối bí mật trực tiếp dẫn vào. Không công khai ra ngoài, nhưng cho dù Lê Sơn Tiên tử tiến vào mật thất, cũng sẽ không có việc không chào hỏi chúng ta để có phát hiện không? Cổ tiên hắc ra không một ai xuất hiện, Thái Bạch Vân Dinh nói. Phương Nguyên trầm ngâm, chứ cứ tạm để như vậy, về sau sẽ hỏi thăm tình huống. Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan có minh ước tiết sơn với ta, khả năng phản bội chúng ta không lớn, nếu bị đám người hắc thành tập sát, dựa vào thực lực hai người bọn họ, cũng không thể không viết nổi một phong thư cầu viện. Trong lúc hai người đang bí mật thương nghị, trên đài cao đã chuyển ra vật đấu giá đầu tiên, mọi người đều biết đây là thiên khôi vân. Nếu trải rộng ra có thể dài đến 200 vạn mẫu, thiên khôi vân lớn như thế cho dù bên trong bảo hoàng thiên cũng rất hiếm thấy giá khởi điểm là 20 khối tiên nguyên thạch mỗi lần báo giá ít nhất 5 khối tiên nguyên thạch bây giờ xin bắt đầu Tần bách thắng lên tiếng thiên khôi vân cái này hợp với phúc địa thái bạch của ta lực chú ý của thái bạch vân sinh lập tức bị thu hút không nghĩ ngợi nhanh chóng đầu giá trong lòng tần bách thắng có cảm giác vội tuyên bố mật thất số 11 ra giá 30 khối tiên nguyên thạch sau một khắc một vị cổ tiên vân đạo trong đại sảnh lên tiếng 35 khối tiên nguyên thạch, Thái Bạch Vân Sinh cười nhẹ, thôi động phàm cổ, một lần nữa báo giá. Ông nâng lên 10 khối. Tổng cộng là 45 khối tiên nguyên thạch. 45 khối tiên nguyên thạch có thể mua được thi thể của một con hoang thú. Chương 1032, đại hội đấu giá 6 vị cổ tiên vân đạo báo giá lúc trước cắn răng, do dự một chút, cũng không lên tiếng, dưới mặt đất có khối thú. Trên trời có thiên khối thú, trong 9 thiên thời thái cổ, trên cơ bản đều có đàng thú thiên khôi hoặc nhiều hoặc ít sinh sống, cái gọi là thiên khôi vân chính là khí tức do đà thiên khôi thú hô hấp trong quá trình tích lũy chậm rãi ngưng tụ thành loạn mây này có thể kiến tạo hoàn cảnh giúp sản lượng của trùng vân đạo tăng nhanh trong tiên khiếu nếu có một đàn thiên khôi thú sinh hoạt bên trong lại càng tốt xử lý thỏa đáng có thể có được thiên khôi vân cuồn cuộn không dứt nhưng trong chính thiên hoàn chỉnh thời thái cổ chỉ có cổ tiên thất truyền đặc biệt hoặc bát truyền mới có tư cách tìm tòi mỗi một thiên khôi thú đều là dị thú vương có thể sánh với thú hoàng bình thường thú vương trong đàn thiên khôi trên cơ bản đều là cấp hoang thú 45 khối tiên nguyên thạch lần thứ nhất Tần bách thắng thấy không ai báo giá Lập tức lớn tiếng hô Bên trong phúc địa của ta đã có cỏ cầu trả Cuối tháng này sẽ thu hoạch lần đầu tiên Tiếp theo ta định đưa chim ngọc phong vào nuôi Nếu bây giờ có thiên khối vân Có được nền tảng Ta sẽ thuận lợi phát triển thêm thiên hoa và phù diêu Mặc dù sư đệ thành tiên muộn hơn ta Nhưng đã sớm kinh doanh phúc địa hồ tiên từ trước Đã có kinh nghiệm Đệ tham ngư giúp ta xem suy nghĩ này của ta như thế nào thái bạch Vân sinh cười ha hả Chuyển âm cho phương nguyên trên đài tần bách thắng lại cơ lên 45 khố tiên nguyên thạch lần thứ hai phương nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời thiên hoa đích thật là sinh trưởng trong mây trên người phù diêu lại ký sinh cổ trùng vân đạo lão bạch huynh đang muốn chủ tu trụ đạo kim tu vân đạo đúng là như vậy trụ đạo của ta nhưng về trị liệu kim tu vân đạo có thể bù đắp khuyết điểm khác thái bạch vân sinh thẳng thắn đáp bản thân ông am hiểu vân đạo di động đại sư phi hành về sau giao, giao hảo với mặc nhân vương mặc thản tang bắc nguyên mặc nhân vương đã bán cho ông sát chiêu cửu vân hoàn với giá thấp càng khiến cho thái bạch vân sinh sinh ra hứng thú nhiều hơn với vân đạo lựa chọn này của ông cũng không khiến phương nguyên cảm thấy quá đột ngột lúc này tần bách thắng hô to lần thứ ba 45 khối tiên nguyên thạch đầu giá thiên khôi vân 200 vạn mẫu thứ ba khoan 55 khối tiên nguyên thạch mắt thấy đại cục đã định đột nhiên có một vị cổ tiên mở miệng âm thanh người này truyền đến từ phòng đơn số 17. ta Thái Bạch Phân Sinh không ngờ đến, lại có biến cố như thế. Một lần nữa tăng giá, 60 khối tiên nguyên thạch. Giá tiền này rốt cuộc đã loại đi đấu trí của tất cả mọi người, cuối cùng để Thái Bạch Vân Sinh được như ý nguyện. Sau đây là vật đấu giá thứ hai, một đàn linh dương hắc hồn chân quý, quy mô đàn thú là 32 vạn, có được 5 con thú hoàng, giá quy định 10 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần báo giá ít nhất 4 khối tiên nguyên thạch, nếu dùng thùy hồng cao để đổi, sẽ có giá ưu đãi. Tần Bách thắng nói, linh dương hắc hồn hầu như đã không còn nhìn thấy, ở bắc nguyên quy mô đàn thú đông đảo như vậy hẳn là do một vị cổ tiên nuôi dưỡng bên trong tiên khiếu nhà mình cổ trùng ký sinh trên người linh dương đa số đều là cổ trùng hồn đạo vì thế mới đặc biệt thu hút cổ tiên hồn đạo cổ tiên bắn đàn linh dương hắc hồn này cần vật liệu luyện cổ thùy hồng cao bởi vậy người mua có thể dùng tiên nguyên thạch cũng có thể dùng thùy hồng cao để cạnh tranh sau một vòng đấu giá đàn linh dương hắc hồn đã được một vị cổ tiên nào đó mua lại với giá 28 khối tiên nguyên thạch vật đấu giá thứ ba là một cổ phương có nguồn gốc từ thời trung cổ có tên là thốn quang âm từ nhất truyền đến ngũ truyền đều có quan trọng là cổ phương này đã được cải tiến vật liệu luyện cổ khá phổ biến có thể tìm thấy trên thị trường giá khởi điểm là 22 khối tiên nguyên thạch còn có thể dùng da của rắn sáu đầu để thêm vào tần bách thắng hồ 23 khối tiên nguyên thạch tăng cũng chỉ có một khối không ngại mất mặt sao 30 khối tiên nguyên thạch ta ta giá 32 khối cổ tiên đầu giá lần này rõ ràng còn hăng hơn cả hai lần trước thốn quang âm là cổ trùng trụ đạo không thể tác dụng lên người chỉ có thể dùng vào đối tượng khác thích hợp để luyện cổ ví dụ như muốn luyện một con cổ trùng cần ba ngày ba đêm nếu dùng cổ thốn quang âm tiêu hao thời gian ba ngày ba đêm sẽ nhanh chóng đạt yêu cầu gia tốc ấp và biến hóa cổ trùng mà thời gian cổ sư hao phí có lẽ chỉ trong chớp mắt phương nguyên đã từng có được cổ phương cổ quân lực thượng cổ trên thị trường chỉ bán với giá hai khối tiên nguyên thạch thốn quang âm chỉ là cổ phương từ thời trung cổ Như rất trọn vẹn từ nhất truyền đến ngũ truyền quan trọng nhất là cổ phương này đã được cổ tiên cải tiến sử dụng vật liệu luyện cổ rất đồng đều không khó để luyện không giống như cổ phương ban đầu rất nhiều nguyên liệu luyện cổ khan hiếm không phải giá cao chất vót thì đã hoàn toàn mất tích điều này quyết định giá cả một đường tăng vọt giá khởi điểm chỉ có 22 khối tiên nguyên thạch rất nhanh đã tăng lên 48 khối thái bạch vân sinh cũng tham gia đấu giá 58 khối tiên nguyên thạch ông nâng giá lên 10 khối ý định dạo lui người cạnh tranh thái bạch vân sinh còn giàu hơn cả phương nguyên ông có tiên cổ giang sơ như cũ và nhân như cố rất nổi tiếng ở Đông Hải nhất là lần tham dò phúc địa ngọc lộ mặc dù thất bại nhưng ông đã dùng tiên cổ nhân như cố để cứu sống một vị cổ tiên thù lao mà vị cổ tiên này báo đáp ông là gần 110 khối tiên nguyên thạch đồng thời còn hứa hẹn thiếu thái bạch vân sinh một phần ân tình ngày sau sẽ báo đáp quan trọng nhất là phúc địa của thái bạch vân sinh rất khỏe mạnh cứ cách một khoảng thời gian lại sinh ra tiên nguyên thanh đề. tông càng để càng nhiều vẫn dùng chưa hết tốc độ chảy trong phúc địa thái bạch của ông so với bên ngoài vấp đến 33 lần, không khác mấy so với phúc địa lâu lan của Hắc Lâu Lan, bởi vì phúc địa của ông là phúc địa thượng Đạo, lại là cổ tiên trụ đạo, phương diện tài nguyên trụ đạo tương đối nhiều, bên ngoài một ngày, bên trong phúc địa thái bạch là một tháng, trên lý thuyết, mỗi tháng phúc địa sẽ sinh ra tiên nguyên thanh đệ. So sánh với thời gian bên ngoài, tiên nguyên thanh đề của thái bạch vân sinh còn gấp cổ tiên lục chuyển mấy lần, thậm chí hơn 10 lần, trái lại phương nguyên Mặc dù có mua bán cổ can đảo nhưng tiêu phí rất nhiều, nhất là không ngừng luyện hóa tiên nguyên thạch để đổi lấy tiên nguyên thanh đề, cũng không còn cách nào. Tiên khiếu của hắn đã chết, không thể tự sản sinh ra tiên nguyên thanh đề, cứ cách một khoảng thời gian lại còn vỡ vụng, làm một tai nạn đối với hắn. Thái Bạch Vân Sinh báo giá hoàn toàn đã dạ lui phần lớn cổ tiên, nhưng vẫn có một nhóm kiên trì như cũ, báo giá mỗi lần tăng một hai khối. Giá cả chậm rãi tăng lên 66 khối tiên nguyên thạch, 66 khối tiên nguyên thạch dùng để mua một bộ cổ phương cổ trùng phàm nạo, trong đại sảnh có không ít cổ tiên tầng dưới phải líu lưỡi không đắt đâu mà mặc dù thốn quang âm không thể dùng cho bản thân nhưng có thể tiết kiệm thời gian rút ngắn quá trình luyện cổ lại có không gian sử dụng rộng muốn tính toán lâu dài nhất là cổ tiên kiêm tu luyện đạo tích lũy theo năm tháng có thể dùng thốn quang âm tiết kiệm đến 66 khối tiên nguyên thạch có cổ tiên bình tĩnh phân tích chương 1033 đại hội đấu giá bảy giá tiền này xem như hết nấc rồi nếu còn nâng giá nữa là không khôn ngoan trừ phi bản thân có nhu cầu đặc biệt một vị cổ tiên khác cũng phụ họa phân tích 66 khối tiên nguyên thạch lần một tần bách thắng bắt đầu hô lúc này phương nguyên truyền âm cho thái bạch vân sinh lão bạch chúng ta ra một nửa tiên nguyên thạch hợp lực cạnh tranh như thế nào thái bạch vân sinh vui mừng sư đệ có lòng ra tay vậy thì không còn gì tốt hơn thế là ông tiếp tục nâng giá lên 68 khối chỉ có một vị cổ tiên tiếp tục đấu giá tăng thêm một khối cuối cùng phương nguyên và thái bạch vân sinh hợp lực dùng 70 khối tiên nguyên thạch để đấu giá thắng thốn quang âm. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng bảo vật được đem ra đấu giá. Phong đấu giá cạnh tranh càng thêm kịch liệt, không khí trở nên nóng bỏng, rất nhiều cổ tiên đã mất đi phong phạm của mình, cạnh tranh đến mặt đỏ đến mang tai, mặc dù vẫn duy trì lý trí và tỉnh táo, nhưng không thể tránh khỏi cảnh đỏ mặt tía tai. Sau khi hoàn thành mấy chục hạng mục đấu giá, một số cổ tiên tầng chót bất lực tái chiến, có người đầu đổ đầy mồ hôi, có người sắc mặt tái nhợt, có người giống như hết hơi hết sức đầu ra không chỉ so tài lực mà còn ám đấu giao phong về tâm lý thời gian tiếp tục trôi qua cổ tiên lục truyền tham gia đấu giá càng lúc càng ít cổ tiên lục truyền bình thường chỉ có mấy trăm khối tiên nguyên thạch cổ tiên thất truyền thì giàu có hơn có đến mấy ngàn hoặc hơn vạn khối đến bát truyền mấy vạn khối nhất định là phải có thậm chí trong tay lão tu nhiều tuổi bọn họ có đến mấy chục vạn khối tiên nguyên thạch tu vi càng mạnh chiếm cứ tài nguyên lại càng nhiều cổ tiên lục chuyển nội tình quá mỏng cũng may còn có vật tư để chống đỡ nếu không Đại đa số đã bị loại, trong tay Phương Nguyên cũng chỉ có mấy trăm khối tiên nguyên thạch, thỉnh thoảng ra tay, nhưng chưa thành công lần nào, đa số đều thất bại, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, hắn nghe Tần Bách thắng tuyên bố, sau đây là đấu giá tiên cổ, cái quan trọng đến rồi, hai mắt Phương Nguyên sáng lên, không chỉ một mình hắn, những cổ tiên còn lại đều phấn chấn tinh thần, đấu giá trước đó chỉ được xem là khúc nhạc dạo, món chính thật sự rốt cuộc đã ra sân. Đổi tiên cổ, Tần Bách thắng đứng trên đài đầu tiên lấy ra mấy con phàm cổ ném vào trong đại sảnh một số cổ tiên tiếp được những con phàm cổ này gương mặt hiện lên sự nghi ngờ tân bách thắng chậm rãi giải thích đấu giá tiên cổ căn hệ trọng đại trình tự so với đấu giá lần trước càng có ưu thế hơn cho nên để công bằng đấu giá lần này sẽ không dựa theo trình tự đấu giá ta cố ý chuẩn bị những con phàm cổ này thôi động chúng là có thể hướng đến tiên cổ được ghi trong danh sách tiên cổ đấu giá chỉ vật đấu giá nào là tùy ý sau đây mời mọi người kiểm tra phàm cổ trong tay mình lời này dẫn đến tiếng ồ vang vọng trong đại sảnh đám cổ tiên vừa thay phiên nhau kiểm tra phàm cổ vừa thấp giọng trò chuyện phương pháp này tốt trước đó ta còn lo lắng tiên cổ của ta rớt ở đằng sau bất lợi cho việc đấu giá tần bách thắng đúng là không đơn giản đại hội đấu giá lần này quả thật rất chú đáo nếu có động tay chân ta cũng nhận dù sao ta kiểm tra qua thì không có vấn đề gì bộ phàm cổ này được các cổ tiên trong đại sảnh kiểm tra xong lại được truyền đến mật thất rất nhanh đến phiên phương nguyên phương nguyên tự mình kiểm tra đúng là không sai. Cổ tiên trong mật thất kiểm tra hoàn tất, bộ phàm cổ lại truyền đến phòng đơn, mấy cổ tiên bát truyền hầu như đều ở trong phòng đơn, sau khi bọn họ kiểm tra hoàn tất, bộ phàm cổ cuối cùng được truyền đến tay Tần Bách Thắng, Tần Bách Thắng chưa bắt đầu đầu giá. Chỉ hỏi, còn có một vị cổ tiên còn lo lắng, mọi người không ngại kiểm tra lại lần nữa chứ? Quả nhiên có cổ tiên đưa ra yêu cầu, nói muốn kiểm tra lại một phen, trước đó đã kiểm tra qua một lần, bộ phàm cổ này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng truyền qua tay mọi người, trong quá trình đó và nhất bị người khác động tay động chân thì sao đám cổ tiên suy nghĩ kín đáo vì vậy mới kiểm tra lại một chút lần kiểm tra này vẫn không phát hiện được chỗ không ổn đầu ra tiên cổ rốt cuộc đã bắt đầu tần bách thắng ngay trước mặt mọi người thôi động bộ phàm cổ lập tức thải quang biến ảo hóa ảnh bốc lên tập trung trên không trung hình thành hai chữ ẩn vận thật to đã chọn xong vậy bộ tiên cổ đầu tiên chính là tiên cổ ẩn vận tần bách thắng cao giọng nói tiên cổ ẩn vận vốn là vật đấu giá được xếp ở hàng gần cuối không nghĩ đến lại trở thành vật đấu giá đầu tiên thái bạch vân sinh vuốt con cổ đông xong kiểm tra một hồi miệng lẩm bẩm cùng một thời gian rất nhiều cổ tiên cùng làm động tác giống nhau xếp hạng tiên cổ bên trong cổ đông xong cũng không phải theo trình tự nào cả rất có thể kế tiếp sẽ đến phiên tiên cổ mình ra dân. còn tiên cổ xếp sau cùng chỉ có thể trách số phận của mình không được tốt phương pháp này công bằng vô cùng chúng tiên ở đại sảnh cũng không có ai dị nhị ngay cả mấy vị cổ tiên bát truyền cũng tán thành việc này trên này quang ảnh thay đổi mơ hồ hiện lên hình ảnh bên ngoài của tiên cổ ẩn vận tần bách thắng đúng lúc giới thiệu mọi người có thể nhìn thấy con cổ này có làn da trắng như thiên ngưu to bằng nửa bàn tay tiên cổ vận đạo lục chuyển có thể ẩn tàng vận khí của bản thân người đấu giá có nhu cầu đổi một con tiên cổ phòng ngự kim đạo vị nào có tiên cổ phòng ngự kim đạo thì có thể tham gia đấu giá mỗi lần báo giá không giới hạn nguồn gốc tiên cổ ẩn vận che giấu vận khí của mình cổ sát vận bên trong vận đạo có thể quan sát nội tình vận khí của người khác cô ẩn vận lại có thể ẩn tàng vận khí của mình phòng ngừa bị người ta nhìn thấy cô ẩn vận là tiên cổ lục truyền có thể khắc chế cổ sát vận lục truyền hiệu dụng thì tốt nhưng hơi ít trong đại sảnh các cổ tiên khay khẽ bàn luận nhưng không có ai tiêu giá nếu vận đạo hương thịnh phồn vinh lưu truyền rộng rãi thì cũng thôi đi nhưng từ khi cự dương tiên tôn sáng tạo vận đạo đến nay vẫn luôn sử dụng cho riêng mình dẫn đến phẩm cổ vận đạo vô cùng thừa thớt nhất là tiên cổ ẩn vận phải cân đối thủ có tiên cổ sát vận mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Tứ dụng của tiên cổ này không rộng, giá cả rất thấp. Các cổ tiên đều không phải đồ đần, làm sao có thể kêu giá lung tung được? Thật ghê tổng cổ tiên có tiên cổ ẩn vận là một vị nữ cổ tiên. nàng ngồi bên trong phòng đơn, tâm trầm cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn thấy tiên cổ ẩn vận của mình không ai mua. Tiên cổ thứ nhất bị đấu giá trượt, tình huống này có chút nằm ngoài dự liệu. sắc mặt tần bách thắng hơi trầm xuống lợi dụng phàm cổ trong tay lựa chọn vật đấu giá thứ hai quang ảnh thay đổi hình thành một con tiên cổ hình con ve con ve này không tinh nghĩ bằng sơn thu thiền đầu to bụng rỗng toàn thân ngân quang lóng lánh đây là tiên cổ thiên la tâm đạo lục chuyển đổi lấy tiên cổ biến hóa đạo có liên quan tần bách thắng nói trong đại sảnh một vị cổ tiên nhìn thấy con cổ trùng này dẫn đến tím mặt giống to tiên cổ thiên la hộp tiên cổ này vốn là của ta kết quả bị hạ lang tử trắng trợn cướp đoạt hạ lang tử ngươi cút ra đây cho ta. Ra thì ra, ta sợ ngươi hay sao? Từ trong một gian mật thất, Hạ Lang Tử nhai răng cười bước ra ngoài, quả nhiên là Hạ Lang Tử, tán tu nổi tiếng ma đạo Bắc Nguyên, chương 1034. Đại hội đấu gia tám nghe nói y từng trộm được truyền thừa của đạo Thiên Ma Tôn, vì thế có thể trắng trận cướp đoạt tiên cổ của người khác, người này từ nhỏ giao một con sói cái người lớn, tâm tính giống như dã thú, ta nhẫn âm hiểm, độc lai độc vãng, một trời một vực với thường nhân, Tuyết Hồ lão tổ đã từng mời chào y, nhưng đều bị y cự tuyệt đám cổ tiên bàn tán với nhau hạ lang từ khoanh hai tay bước vào đại sảnh ngồi xuống trước mặt vị cổ tiên đang lào thét đám cổ tiên ngồi chung quanh chủ động tránh xa lựa chọn những vị trí khác ngươi cổ tiên gào thét chỉ tay vào hạ lang tử mặt mũi đỏ bừng tức giận đến toàn thân run rẩy ta cái gì mà ta hạ lang tử liếm môi ánh mắt âm tàn hiện lên sự chưa tức hùng nguyên lão đầu ngươi là cổ tiên âm đạo bây giờ không lo đấu giá còn chờ đến lúc nào nữa tang vừa lúc có một con tiên cổ biến hóa đạo có tên là da trồn sóc ma, sau khi túc dùng. Da trên người ngươi sẽ biến thành bộ lông của trồn sóc tâm ma, âm thanh của tự tại thư sinh bỗng nhiên truyền đến từ phòng đơn, trồn sóc tâm ma là hoang thú, trên người bình thường ký sinh cổ trùng trí đạo, da của trồn sóc tâm ma có thể khắc chế thủ đoạn công kích của trí đạo, sau khi tự tại thư sinh giết chết một con trồn sóc tâm ma, hắn ta đã lợi dụng da của nó để luyện chế ra con cổ trùng này. Nhưng hắn ta đã có thủ đoạn phòng ngừa trí đạo, có con cổ trùng này hay không cũng không liên quan vì thế mới đem ra để đổi. Ra trồn sóc ma nếu tập hợp đủ xương, mau của trồn sóc ma, nhất định có thể thi triển được sát chiêu tiên đạo trồn sóc tâm ma. Mắt hạ lăng tử sáng lên, không khỏi suy nghĩ biến hóa đạo khác với các lưu phái khác, sát chiêu rất dễ tìm. Chỉ cần tập hợp trọn vẹn tiên cổ, thì có thể tạo ra được sát chiêu tiên đạo. Vì thế, đối với tiên cổ biến hóa đạo, số lượng nhiều hơn các lưu phái khác một chút, trong tay hạ lăng tử có ba bộ sát chiêu tiên đạo biến hóa đạo hình sói có thể giúp cho y biến thành ba loại sói hoang thú khác biệt nhau, chiến lực rất mạnh, biến thành trồn sóc tâm ma. Mặc dù hình thể rất gần với sói, nhưng Hạ Lang Tử muốn phát triển tác chiến trong nước nhiều hơn, cho nên Hạ Lang Tử khẽ lắc đầu, trầm ngâm không nói. Tần Bách Thắng vẫn luôn chú ý, cái vậy, nhân tiện nói. Còn có vị cổ tiên nào muốn đấu ra không? Ta có một con tiên cổ nguyệt ma bức chảo, có thể biến thành chảo của rơi nguyệt ma, phượng cửu ca cất cao giọng nói. Là U Lan tiên tử của Thái tử Phụng Tiên, U Lan tiên tử không phải cổ tiên kiếm đạo sao? Tại sao lại muốn tinh cổ âm đạo thiên la này chứ? Người ta đại diện cho đại năng bắt truyền thái tử Phụng Tiên, rất có thể đấu giá này là chủ ý của thái tử Phụng Tiên thì sao? Đám cổ tiên không khỏi suy đoán, không ai biết. Người vợ là U Lan kiếm sư thật ra do Phượng Cửu Ca giả mạo, Phượng Cửu Ca là cổ tiên âm đạo, cũng có nhu cầu đối với tiên cổ thiên la. Hạ Lang tử không nói gì, khẽ lắc đầu, tiên cổ nguyệt ma bức trảo đại diện cho sát chư tiên đạo thành tựu trong tương lai nguyệt ma bức, nhưng hạ lang tử không thích chiến đấu chơi không thậm chí chán vét bầu trời điều này có liên quan đến việc khi y còn nhỏ sinh sống trong đàn sói học chạy bốn chân dùng răng cắn xé đại đa số loài sói đều là dã thú mặt đất không có thật phi hành tần bách thắng trượt lên tiếng mật thất số một có cổ tiên ra giá một con tiên cổ yên hoang hoang giáp đồng thời còn tặng thêm tin tình báo về đăng thiên giác mắt hạ lang tử sáng lên ngẩng đầu nhìn tiên hoang hoang là hoang thú trong biển tương đối phù hợp với mong muốn của y nhưng yên hoang hoang chỉ am hiểm mê huyễn che giấu tốc độ bản thân không tốt phòng ngự không mạnh khác biệt với phong cách tác chiến của hạ lang tử đang thiên giã là nơi nào vậy hạ lang tử hỏi tuy chiến lực của y rất mạnh nhưng độc lai độc vãng không tin tưởng bất cứ một cổ tiên nhân loại nào vì thế tin tình báo không mạnh cô đúng là lạc hậu cổ tiên hùng nguyên lập tức cười nhạo không buông tha cơ hội đả kích hạ lang tử đa thiên giã là một địa danh chỉ cần thông qua nó cho dù là phàm nhân cũng có thể tiến vào chín thiên trong thái cổ trong truyền thuyết sở dĩ bắc minh băng phách có thể đi vào trời đêm chính là thông qua đăng thiên giã tần bách thắng kiên nhẫn giải thích thì ra là thế trong lòng hạ lang tử không khỏi động tâm đi là tán tu thất truyền tài nguyên tu hành đều do y tự tay dốc sức làm nhưng tài nguyên bắc nguyên vốn ít vỏi, lại càng bị thế lực siêu cấp nắm giữ chính thiên thái cổ đều có tường khí thiên cương ngăn cách chỉ có cổ tiên có chiến lược siêu việt mới có thể cưỡng ép đột phá tiến vào chính thiên mà thăm dò mặc dù chín thiên trong thái cổ chỉ còn lại bạch thiên và hắc thiên là còn hoàn chỉnh những thiên khác đều bị tàn phá thậm chí bị hủy diệt không còn nhưng mặc kệ là thiên còn hoàn chỉnh hay là mảnh vỡ chín thiên tài nguyên bình thường đều rất phong phú sức chiến đấu của ta đủ để đột phá tường khí thiên cương nhưng lại không cách nào phi hành nếu có thể biết được tin tức tiến vào đăng thiên giã hạ lang tử càng nghĩ càng động tâm trong lúc y đang suy nghĩ lại có thêm hai vị cổ tiên đưa ra tiên cổ biến hóa đạo tham gia cạnh tranh còn cổ tiên hùng nguyên hận không thể chém hạ lang tử thành muôn mảnh hết thảy có 5 vị cổ tiên cùng nhau cạnh tranh một con tiên cổ, hai bên không ngừng đấu giá, tăng thêm tiên nguyên thạch, hoặc trực tiếp báo lên vật tư quý báo dùng để đổi, hoặc gia tăng cổ phương thất truyền hợp đàn thú khổng lồ. Cuối cùng, Hạ Lang tử chọn mật thất số 1, nhận được tiên cổ yên hoa ngoan giáp cùng với tin tức về đăng thiên giã và một đàn sói nước đông đảo, hai bên tiến hành giao dịch, bởi vì cổ tiên trong mật thất số 1 không lộ diện, Tần Bách thắng thay người này bàn giao. Sau khi Hạ Lang Tử nhận được tin tức về Đăng Thiên Giã, không kịp chờ đợi mà mở ra xem, kết quả mở to hai mắt tức giận lầm nhẹ hay nào tin tức về Đăng thiên giã có gì sai à tân bách thắng hơi biến sắc hỏi không phải sắc mặt hạ lang tử âm trầm cũng không nói nhiều giống như vừa mới ăn thiệt ngầm đàn sói nước kia đâu y lại hỏi đang ở bên trong phúc điện tân bách thắng đáp mang ta đến nó giọng điệu của hạ lang tử vô cùng cứng nhắc tân bách thắng vung tay lên na di hạ lang tử đến chỗ cất đàn sói sau khi đến số lượng thấy không có gì sai lầm y lập tức thu đàn sói cũng không quay trở lại sàn đấu giá mà trực tiếp rời đi Há, nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của lũ sói con thật sự khiến cho lòng người sảng khoái bên trong mật thất số 1, mộ dung tẫn hiếu cười to vài tiếng ở bên cạnh hắn ta vì cổ tiên bát chuyển đến từ đông hải vẫn ngồi khoan thai trong tay vuốt vuốt con tiên cổ thiên la là. làm phiên giáo chủ ra tay tên hạ lang tử nhìn thấy dã thiên đang ở đông hải bản thân lại không thể đến nó trong lòng tức giận là có thể tưởng tượng được mộ dung tẫn hiếu nói lời cảm ơn ngươi không cần cảm ơn ta con vái của ta tinh thông âm luật tu hành âm đạo ta mua cũng là mua cho nó chứ không có ý định dạy cho hạ lang tử bài học nào cả cổ tiên bát truyền đông hải khoát tay nói ta biết vị trí cụ thể của dã thiên đang là ở đông hải vậy tại sao cổ tiên trong mật thất số 1 cũng biết trong lòng phương nguyên sinh ra nghi hoặc chương một nghìn ba đại hội đấu gia chín ta nhớ mang máng bên trong bắc nguyên có một thế lực siêu cấp có cấu kết với đông hải hình như là mộ dung tộc rất nhanh phương nguyên đã gạt qua nghi vấn này bởi vì tiên cổ thứ ba mà tần bách thắng chọn chúng là tiên cổ một bước lên mây của phương nguyên chỉ nghe tần bách thắng cất cao giọng nói tiên cổ một bước lên mây vân đạo lục chuyển am hiểu lên trời xuống đất ngươi đầu giá yêu cầu đổi một con tên cổ lực đạo sau đây mời người có ý định tham gia đầu giá phương nguyên là cổ tiên lực đạo chuyện này đã như ván đóng chuyển dù lực đạo đã suy thoái hắn cũng chỉ có thể đi trên con đường này bởi vì sân thu thiền trong tương lai hắn sống lại khốc khiếu thứ nhất sẽ được dùng để thăng tiên trụ đạo nói đến cũng có chút bất đắc dĩ trước đó phương nguyên trùng sinh sở dĩ lực trợ lực đạo chỉ là một bước quá động kết quả trời xuôi đất khiến kế cục bắt buộc dẫn đến hắn thành tiên lực đạo thậm chí nhờ vào chân ý của cuồng man ma tôn cảnh giới lực đạo của hắn tăng vọt đến cấp tông sư ngang ngửa với cảnh giới huyết đạo của phương nguyên kiếp trước chính điều này cũng khiến phương nguyên cảm thấy bất ngờ phương nguyên tình nguyện từ bỏ huyết đạo cũng không muốn từ bỏ sân thu thiền hắn là tông sư huyết đạo không sai nhưng tông sư huyết đạo không chỉ có một mình hắn còn xuân thu thiền là duy nhất được hồng liên ma tôn xem là cổ bản mệnh cái nào nặng cái nào nhẹ liếc mắt qua là thấy ngay nhưng phương nguyên muốn đi theo trụ đạo vẫn còn một con đường rất dài hắn thiếu nội tình trụ đạo cũng không phải cổ tiên trụ đạo theo tình huống trước mắt phương nguyên đang là tiên cương việc giành lấy cuộc sống mới là chuyện xa vời hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng chiến lược mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể lựa chọn tiên cổ lực đạo đây là cổ tinh hoang khuyển có thể nhận được sức mạnh của một con chó tinh hoang ở chỗ ta có một con cổ thiết quan ưng lực, tặng thêm 300 cân đất quá trạch, một con cổ khí tông sư, cộng thêm năm giọt máu pháp nhãn. Âm thanh đấu giá không ngừng vang lên, một vị cổ tiên báo giá khiến đại sảnh phải ong ong, máu pháp nhãn, ta không nghe lầm chứ, tai kiếp pháp nhãn. Một trong thập đại hùng tai, chỉ có đâm giác pháp nhãn mới có được loại máu này, máu này là tiên tài hàng thật giá thật, có thể sung làm nguyên liệu chủ yếu luyện tiên cổ lục truyền, đồng thời có thể đảm đương phụ liệu luyện tiên cổ thất truyền. Phương Nguyên khẽ lắc đầu, mặc dù màu pháp nhãn rất quý, nhưng năm giọt thì quá ít, hắn âm trầm cảm khái, mặc dù lượng đạo suy thoái, nhưng tiên cổ lực đạo lại không ít, nếu không nhờ đại hội đấu giá lần này, hắn khẳng định không thể nhìn thấy được nhiều tiên cổ lực đạo như thế, cổ tiên Bắc Nguyên so với bốn vực khác, tài lực hạng chót, nhưng cho dù là vậy, quay năm suốt tháng tích lũy, cũng không thể khinh thường, cổ tiên thủ đồ tốt cho mình cũng không ít, nhưng bình thường đều che giấu, nhất là tiên cổ, một khi bị bại lộ, nhất định sẽ bị nhằm vào vì thế lại càng giấu sâu hơn. Cũng chỉ có trong đại hội đấu giá. Các cổ tiên mới dám lộ ra những thứ này. Bằng không thì nói thế nào, cơ hội diễn ra đại hội đấu giá rất khó có được, rất chân quý, cần phải nắm chắc. Tổng cộng có 5 vị cổ tiên cạnh tranh tiên cổ một bước lên mây, sau mấy vòng, có hai người kết thúc báo giá. Sau đó, vị cổ tiên thứ ba rời khỏi, chỉ còn lại hai người tiếp tục giao phong. Nhưng còn chưa chờ hai người bọn họ quyết ra thắng bại, Phương Nguyên đã truyền tin cho Tần Bách Thắng. Được rồi, lựa chọn người thứ ba con cổ thiết quan ưng lực đấu giá tiên cổ khác với đấu giá phàm cổ tiên cổ là duy nhất buôn bán cũng chẳng phát đạt không dùng tiền tệ đúng nghĩa luật đổi của các cổ tiên khác biệt nhau là tiên tài rất chân quý khó mà định giá đang trong quy trình đấu giá người bán có thể lựa chọn bất kỳ người mua người mua cạnh tranh với nhau chỉ là tận lực thu hút người bán đả động người bán người đấu giá thắng cũng không nhất định có thể lấy được vật đấu giá một câu tổng kết chính là thị trường người bán tiên cổ là duy nhất Ta không bán, ngươi làm sao mua? Một lát sau, Phương Nguyên và vị cổ tiên kia hoàn thành mua bán, vị cổ tiên đạt được tiên cổ một bước lên mây, còn Phương Nguyên thì nhận được cổ thiết quan ưng lực và một số lượng tiên tài, phù hợp với một số vật liệu trong danh sách mà Địa Linh Lang gia đã đưa, sở dĩ hắn lựa chọn thiết quan ưng lực bởi vì đây là lực phi cầm duy nhất, còn lại đều là lực tẩu thú. Bây giờ, Phương Nguyên đang có trong tay cánh rơi phản thực, tương xứng với lực phi cầm. Nếu có thể trong lúc phi hành thành công đánh ra cổ thiết quan ưng lực hắn có thể đạt được hiệu quả của sát chiêu chi động tiên cấp sau một bước lên mây chính là vật đấu giá thứ tư một con tiên cổ viêm đạo con cổ này lập tức nhấc lên âm thanh tán thưởng nho nhỏ thậm chí ngay cả cổ tiên bát truyền ngũ hành sư cũng vì con cổ này mà ra tay luận tài lực cổ tiên lục chuyển. cổ tiên thất truyền bình thường làm sao có thể so sánh với cổ tiên bát truyền nhưng cuối cùng ngũ hành sư lại tay không trở về người bàn không lựa chọn ông mặc dù ông trở thành người thắng cuối cùng trong trận đấu giá tình nguyện lánh nguy hiểm đắc tội với đại năng bát truyền bởi vì người bán đã bị tiên tài chân quý của người mua đả động, tiên tài trên lịch quá nhiều, chủng loại trên lịch còn nhiều hơn, cho dù là ngũ hành sư cũng không thể bao quát toàn bộ, nhưng cũng chính vì thế mới khiến cho người người bên trong đại hội đấu giá đều có cơ hội, càng thêm đặc sắc, và thứ năm, thứ 6 mang ra đấu giá đều là tiên cổ kim đạo, bầu không khí trong phòng đấu giá càng thêm nóng bỏng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại lưu phái làm chủ lưu, so với vân đạo, âm đạo càng được hoan nghênh hơn, lực đạo, khí đạo là kém nhất, cuối cùng, ngũ hành sư cũng đạt được một con cổ trùng kim đạo một con còn lại được tần bách thắng mua ông không chỉ là người chủ trì đại hội đồng thời cũng là người mua thời gian trôi qua từng món được bán đi đây là sự kiện rầm rộ mấy trăm năm khó thấy được của bắc nguyên trong lịch sử trước đó cũng có ghi chép về sự kiện này nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều quan trọng là lầu chân dương đã bị sụp đổ giúp cho đại đa số cổ tiên đều có thu hoạch lúc này mới xây dựng được quy mô lớn đến như thế tiên cổ bình thường hiếm thấy bây giờ liên tiếp xuất hiện Đám cổ tiên Bắc Nguyên đều thừa cơ kiếm tiện nhi, bây giờ là vật đấu giá thứ 23, Lưu Lạc Thiên Nhai, Tiên Cổ Lục chuyển dùng để di động. Tần Bách thắng còn đang giới thiệu, có hai vị cổ tiên mắt đã sáng lên, cuối cùng cũng đã đến rồi. Lưu Lạc Thiên Nhai, Tiên Cổ Hạch Tâm của Lầu Cận Thủy, ta nhất định phải dốc hết khả năng đổi lấy nó. Phương Cửu ca nhẹ nhàng lắm chặt tay, tại mật thất số 1, Lưu Lạc Thiên Nhai, không tệ. Không uổng phí ta để ý lâu như vậy, trong tay của ta đang có cổ phương tiên cổ có liên quan chỉ cần đạt được nó là có khả năng luyện thành tiên cổ thiên nhai tiên cổ thiên nhai có thể giúp cho ta tùy ý ra vào chín thiên thái cổ giảm bớt hao tổn khi đột phá tường khí thiên cương cổ tiên bắt chuyển đến từ đông hải đã sớm động tâm tác dụng của một con tiên cổ bao lớn là nằm ở người sử dụng đối với phượng cửu ca mà nói nó là một trong những tiên cổ hạch tâm tạo dựng tiên cổ phòng lầu cận thủy chương 1036, con tiên cổ thứ hai một đối với cổ tiên đông hải mà nói nó có thể dẫn dắt ra một con đường hướng đến chín thiên thái cổ một con đường vàng óng ánh lợi ích. Hai lựa chọn này, cái nào nặng cái nào nhẹ đúng là khó có thể nói được. Ta có cổ tinh hoang khuyển lực, một con cổ đào thái lang lực, một con cổ quát tháo kình lực, đám cổ tiên vội vàng báo giá, phương cửu ca kiên nhẫn chờ đợi. Thấy có một số cổ tiên lục chuyển ở đại sảnh đấu giá, không khỏi cười một tiếng, dùng giọng nói của U Lan kiếm sư, ta có một con cổ lực đạo, tên là bà Sơn, lực như bạt núi. Cộng thêm 300 cân thiên kim, thiên kim, đúng là khó lường có thể sánh với máu pháp nhãn. Chỉ có 9 thiên thái cổ người có thể tạo ra được. Vừa ra tay đã là 300 cân. So với năm giọt máu pháp nhãn còn nhiều hơn, ta có nghe lầm không? Lập tức trong đại sảnh ầm ầm chấn động, phương cửu ca không ra tay thì thôi. Vừa ra tay đã dọa lui gần như toàn bộ người cạnh tranh, 300 cân thiên kiêm đúng là không phải chuyện đùa, giá trị cực cao, nhưng đây chỉ là gần như, trong mật thất thứ nhất, cổ tiên Đông Hải không vui hừ lạnh một tiếng, vận dụng phàm cổ trong tay báo ra một cái giá một con tiên cổ lực đạo phiên giang lật sông, cộng với 500 cân liệt thần thủy điên rồi 500 cân liệt thần thủy đây chính là phụ liệu luyện chế tiên cổ thất chuyển. liệt thần thủy hoàn toàn có thể so sánh với thiên kim nhất định phải là chỗ sâu nhất của biển trên trăm năm mới có được khoảng hai ba chục cân sao ngương mặt phượng cửu ca hiện lên sự kinh ngạc không nghĩ đến lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh cường đại như thế ông ta cười ngạo nghĩ dùng thân phận u lăn kiếm sư đã giúp cho ông ta bớt đi không ít lo lắng lên tiếng trước mặt mọi người, người bán còn cần thứ gì không, mặc kệ là vật liệu, của phương, đàn thú hay dị thú, xin cứ lên tiếng, lời vừa nói ra, toàn trường đã xôn xao. Tuyệt đại đa số cổ tiên đều nghĩ ngay đến Thái tử Phụng Tiên đằng sau U Lan kiếm sư, xem ra Thái tử Phụng Tiên muốn cạnh tranh con tiên cổ này, ngay cả cổ tiên Đông Hải cũng không khỏi có phỏng đoán như thế, nhưng ông ta chợt cười lạnh, bị khơi dậy đấu trí, Thái tử Phụng Tiên là bát truyền, chẳng lẽ ta không phải bát truyền sao? Sau đó chóc phòng đấu giá vang lên tiếng nói của ông ta cũng đưa ra điều kiện giống với u la tiên tử xin người bán cứ lên tiếng toàn trường xuân sao vội vàng suy đoán người trong mật thất số một là nhân vật nào tại sao dám trực tiếp so kèn với u lan kiếm sư khiêu chiến với thái tử phụng tiên sao trong mật thất số 11, phương nguyên cũng chấn kinh ánh mắt của hắn khẽ đảo xem ra lai lịch hai bên đều bất phàm đồng thời nhất định phải có đã như vậy nếu ta không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì không được rồi hắn dựa theo danh sách mà địa linh lang gia đưa cho tăng thêm mấy vật liệu rồi đưa cho tần bách thắng tần bách thắng tiếp nhận gương mặt hiện lên vẻ cổ quái mở ra trước mặt mọi người toàn trường lại xôn xao lần thứ ba thần danh sách này khoa trương quá nhỉ thiên kim liệt thần thủy đã có giá lắm rồi người bán này là ai tại sao coi những thứ kia giống như cỏ dại rau dại vậy đây là công phu sư tử ngoạn giao giá trên trời nhất thời ngay cả phượng cửu ca và cổ tiên đông hải cũng đều mẩn người ta thú vị thật sắc mặt cổ tiên đông hải dường như không thay đổi ông ta dựa lưng vào ghế tư thế bày mưu tính kế hỏi mộ dung tẫn hiếu bên cạnh bắc nguyên các ngươi có mấy vị tông sư luyện đạo trên danh sách đều là tiên tài luyện đạo số lượng rất nhiều chủng loại cũng lộ xộn khiến cho người ta phải hoa mắt phương nguyên lấy ra rõ ràng đã sớm có sự chuẩn bị cũng chỉ có cổ tiên luyện đạo mới có thể cố ý chuẩn bị danh sách như vậy mối thu hoạch trong đại hội đấu giá lần này mộ dung tẫn hiếu không chút nghĩ ngợi đáp ngay ở bắc nguyên có tứ đại tông sư luyện đạo đứng đầu chính là cổ tiên bát chuyển của dược gia dược hoàng tục chuyển cảnh giới của ông ấy là tông sư dư việt đạt đến tình trạng chuẩn đại tông sư người thứ hai là cổ tiên mộ dung tuyết tường của mộ dung gia ta từng thành công luyện ra tiên cổ tuyết đạo vị thứ ba là nhị đương gia của đại tuyết sơn vạn thọ nương tử đã luyện chế rất nhiều cổ trùng cho cổ tiên ma đạo vị thứ tư là tán tu danh xương diệu ly phu nhân am hiểu luyện chế cổ trùng nô đạo cổ tiên bát truyền đông hải nghe xong gật đầu, không nói gì nữa. Cổ tiên trong mật thất số người cũng không đơn giản, muốn tìm kiếm nhiều vật liệu luyện cổ như vậy, cho dù giao giá trên trời, cũng có thể nhìn ra giá tâm của hắn không tầm thường. Trong đại sảnh, đám cổ tiên đã bình phục chấn động, cũng ý thức được điều này, hiện tại, cục diện đã trở nên thú vị, hai người mua đều là đại năng, tài lực hùng hậu, người bán cũng không thể bỏ qua, bối cảnh thần bí, thâm bất khả trắc, ánh mắt Tần Bách thắng lộ ra vẻ chờ mong, ông ta cũng đang không ngừng suy nghĩ ông là người chủ trì đại hội đấu giá lần này bích cổ tiên trong mật thất thứ nhất đến từ đông hải cổ tiên đông hải cho dù là bát triển đến bắc nguyên cũng phải thu liễm lại nhất là trong đại hội đấu giá người ngoại vực lại càng bị liên hợp ép buộc hơn vì thế cổ tiên đông hải và mộ dung tẫn hiếu đều cố che giấu hành tung lựa chọn mật thất đã muốn tham gia đại hội đấu giá đương nhiên sẽ phải bàn bạc trước với tần bách thắng tần bách thắng sẽ giúp bọn họ che giấu thân phận đồng thời phân cho mật thất thứ nhất cũng là một sự tôn trọng tiên cương sa hoàng dung mạo nhìn thì không đáng chú ý nhưng đằng sau chỉ sợ có lão quái bát chuyển làm chỗ dựa mà vị đại năng bắt chuyển này lại am hiểu luyện cổ điều này chỉ sợ lê sơn tiên tử cũng biết nếu không chỉ dựa vào một tiên cương lục chuyển sao có thể qua lại với tam đương gia đại tuyết sơn gần như thế chứ tân bách thắng suy đoán xét từ một loại trình độ nào đó ông ta đã đoán đúng bởi vì phía sau phương nguyên chính là địa linh lăng gia năm đó trưởng mao lão tổ đích thật là cổ tiên bát chuyển đã như vậy, ta sẽ thêm 150 lá lôi âm, im lặng một chút, phở cửu ca lên tiếng trước, trong đại sảnh, tâm thanh hít không khí vang lên nhẹ nhẹ, lá lôi âm không thể coi thường, bên ngoài không còn, chỉ có trong lôi kiếp cường đại mới có cơ hội thay nhánh. Dùng tinh túy nhất của lôi đình để cô động thành vật, như lá lôi âm từ trước đến nay rất chân quý, khó mà đạt được, bởi vì cổ tiên bình thường độ kiếp đã rất miễn cưỡng, không thể phân thân, không có năng lực hái lá lôi âm trong lôi kiếp, cho dù có năng lực hái lá lôi âm, cũng cần có thủ pháp bí mật bởi vậy cho dù trong bảo hoàng thiên lá lôi âm cũng ít vô cùng nhưng lúc này phượng cửu ca vừa ra tay là đã ném ra 150 lá lôi âm ha cổ tiên đông hải cười khẽ thái tử phụng tiên nhỏ mọn như vậy sao bên trên danh sách rõ ràng có gì là cần 280 lá lôi âm mà ngừng lại một chút cổ tiên đông hải cất giọng hô ta đồng ý ra giá 360 khối ngọc thiên tường ngọc thiên tường có trong thanh thiên của chín thiên thái cổ ngọc thạch không ngừng bay lượng. loại ngọc thạch này cực kỳ thông linh giống như phi cầm tổ thú có thể tránh né ngoại lực bắt lấy rốt cuộc trong mật thất thứ nhất là cao nhân thần thánh phương nào vừa ra tay chính là 360 khối ngọc thiên tường cả mãn số lượng vi trong danh sách chương 1037 con tiên cổ thứ hai hai trong đại sảnh lại vang lên tiếng nghị luận thật ra của tiên đông hải cũng đang âm trầm đau lòng lúc trước tông ta đã từng có được cơ duyên xâm nhập vào một thế giới mảnh vỡ thanh thiên rất lớn để thăm dò vất vả lắm mới có được hơn 400 khối ngọc thiên tường bản thân còn bị thương vì tranh đoạt cổ lưu lạc thiên nhai ông ta đã phải bỏ ra hơn phần nửa bên trong phòng đơn phượng cửu ca hừ lạnh một tiếng biểu hiện trở nên nghiêm trọng hành động của đối phương khiến cho ông ta hoàn toàn hiểu ra đối phương cũng giống như ông ta nhất định phải có được cổ lưu lọc thiên nhai người đó đã tung ra 360 khối ngọc thiên tường càng chứng tỏ thực lực đối phương hùng hậu tài đại khí thô nhưng phượng cửu ca là ai chứ chiến lực của ông ta được người đại cổ phái trung châu công nhận là đệ nhất nhân mặc dù chỉ là thất truyền nhưng có thể đấu lại cổ tiên bát truyền lương tự linh duyên trai lại trải qua nhiều năm tích lũy nội tình phong phú vô cùng trong số cổ tiên thất chuyển lục chuyển trong phòng đấu giá có thể khiêu chiến đại năng bắt truyền, phượng cửu ca nhất định là người đứng đầu tăng giá phượng cửu ca không chút do dự một lần nữa báo giá ta thêm một vạn khối đồng tinh đồng tinh là tài nguyên hy hữu trong chín thiên thái cổ hoàn toàn không tìm được bên trong năm vực nó là tiên tài bên trong lam thiên lam quang tinh quang sáng chói, sao trời chơi đùa tung xuống tinh mảnh vô tận Tinh mảnh vô biên giống như kim cương tám cạnh, năm góc dài hoặc bảy góc 16 cạnh còn có tinh mảnh không có hóc, toàn thân tròn trịa, loại tinh mảnh không có cạnh này tương tự một khối bảo thạch hình tròn, tinh quang ngưng tụ thành hình con người, cho nên mới được gọi là đồng tinh. Lần này phượng cửu ca báo giá, khiến các cổ tiên giật mình không thôi, khi danh sách xuất hiện, ta còn tưởng rằng không có người nào móc đến nỗi bỏ ra cái giá lớn như vậy để đổi lấy tiên cổ, ta sai rồi, bên trên danh sách chỉ cần 8 nghỉ khối tinh mảnh không cạnh, như U Lan kiến sư trực tiếp bỏ ra một vạn khối đây rõ ràng là đánh vào mặt đối phương quá giàu có quá giàu có đây chính là tích lũy của cổ tiên bát truyền sao so sánh với những người này ta giống như kẻ nghèo hèn cảm giác thật không tốt cổ tiên đông hải nghe phượng cửu ca báo giá hô hấp không khỏi ngưng lại nói thật ông ta cũng không nghĩ đến lại rước lấy phản kích kịch liệt cường thế như vậy tuy đồng tinh nhiều nhưng ta có lòng tốt muốn nhắc nhiều người bán một chút dù sao đồng tinh cũng phải nhìn phẩm chất đồng tinh vỡ vụn và đồng tinh hoàn chỉnh là hai giá trị khác nhau Cổ tiên Đông Hải cất cao giọng nói. Phương Nguyên nghe xong, cảm thấy người trong mật thất thứ nhất nói không sai, đúng là như vậy, nhưng tiên tài mà địa linh lang gia bảo hắn mua trên danh sách cũng không có nói rõ điều này. Nguyên nhân địa linh lang gia cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống này, lão chỉ nghĩ có thể mua được đồng tinh đã là rất hiếm rồi, có càng nhiều càng tốt, phẩm chất hay không phẩm chất đều là thứ yếu, nói nhiều như vậy, ngươi có báo giá hay không? Ngươi không báo, chỗ ta vẫn còn. Phương Cửu Ca liên tục cười lạnh, thừa thắng truy kích báo lương cát giới dâu diêm phát tố hỏa tinh hắn phong bảy loại tiên tài mặc dù số lượng không đáp ứng đủ trong danh sách nhưng chủng loại khiến người ta phải sợ hãi lúc này có cổ tiên cảm thán nói u lan tiên tử lãnh ngạo không thèm đến xỉa đối thủ không báo giá nàng ấy một lần nữa nâng giá một vị cổ tiên bên cạnh nhỏ giọng phân tích đây chỉ là sách lực cạnh tranh mà thôi treo ta thấy địa vị cổ tiên thần bí trong mật thất số một cũng rất lớn sẽ không dễ dàng dừng tay phượng cửu ca báo giá đồng thời cho cổ tiên trong mật thất số một một lời nhắc nhở đúng thế đối phương có thể trong khoảnh khắc xuất ra danh sách như vậy rất có thể đang tu luyện đạo luyện cổ cần nhiều vật liệu một loại vật liệu có nhiều cũng không có lợi ích gì đối phương báo giá như vậy không thể nghi ngờ đã rất hấp dẫn người mua ta cũng phải thay đổi sách lực mới được tông ta và phượng cửu ca thay phiên nhau cạnh tranh báo ra rất nhiều tiên tài khiến các cổ tiên trong sân nghe được phải trận mắt há mồm giống như đang ở trong mộng sau mấy vòng mặc kệ là phượng cửu ca hay là cổ tiên đông hải hô hấp của ai nấy đều hơi gấp rút trong mặt thắt mộ dung tẫn hiếu đứng một bên đã nói không ra lời hai tên điên trong một phòng đơn cổ tiên bát chuyển ngũ hành sư lắc đầu thở dài bất đắc dĩ tông kim tu kim mộc thủy hỏa thổ nam đạo đều có cổ trùng của năm đạo này ban đầu ông ta cũng muốn tham gia vào cạnh tranh tiên cổ lưu lạc thiên nhai nhưng nhìn tư thế này suy nghĩ cạnh tranh của ông đã tắt ngúm phương nguyên cũng cảm thấy ngoài ý muốn nếu những tiên tài mà phượng cửu ca và cổ tiên đông hải báo giá hộp chung một chỗ như vậy gần một nửa vật liệu trong danh sách đã thu thập đủ đương nhiên phương nguyên chỉ có thể lựa chọn một người trong đấu giá không thể có hai người cùng thắng phương nguyên cũng không cảm thấy thoải mái ánh mắt lấp lóe không yên đối phương không phải cái ngu kịch liệt truy cầu của lưu lạc thiên nhai như vậy chứng tỏ tiên cổ này có thể mang đến chỗ tốt lớn hơn cho bọn họ ta ra 10 cân túi tiên khí bên kia cổ tiên đông hải một lần nữa ra giá Phong đầu giá giống như phát sinh vụ nổ nhỏ túi tiên khí là vật gì vậy đây cũng là tiên tài chỉ là khá ít dùng, ngay cả cổ tiên nghe ngóng cũng có thể say. Chỉ có hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thay nén ra nó. Loại túi tiên khí này bình thường chỉ bán theo từng đợt, cho dù là bảo hoàng thiên, túi tiên khí được ép thành chất dịch cũng chỉ bán thành lượng, từ lúc nào được bán thành cân chứ. Cổ tiên đông hải tài đại khí thô, một quyền này khiến sắc mặt phượng cửu ca trở nên ngưng trọng, phượng cửu ca biết giá trị của túi tiên khí, số lượng người cân nghe mà có chút giận cả người, phượng cửu ca hơi do dự. Ông ta muốn báo giá, ít nhất phải là vật có giá trị tương đương với 10 cân túi tiên khí. Ông ta không khỏi suy nghĩ tỉnh táo, tự hỏi bản thân, vì một con tiên cổ lưu lạc thiên nhai, bỏ ra cái giá đó rốt cuộc có đáng hay không? Đương nhiên là đáng. Tái hiện lại lầu cận thủy là hy vọng nhiều năm của trên linh duyên trai. Mặc dù linh duyên trai nắm giữ toàn bộ phối phương lầu cận thủy, phàm cổ cũng đã có, nhưng ba con tiên cổ lại là duy nhất. Vì lầu cận thủy, linh duyên trai đã hạ xuống nhiệm vụ, mỗi lần tìm được một con tiên cổ hạch tâm sẽ được ban thưởng rất lớn. Đã như vậy, vậy thì quyết định như thế đi. Phượng Cửu Ca suy nghĩ cực nhanh, sau khi quyết định, ông ta nhấn răng móc ra một con tiên cổ khác, đây là tiên cổ lực đạo vãn lan, ông ta ra giá. Toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh kéo dài không được bao lâu, phòng đấu giá đã ẩm ẩm rúng động, đám cổ tiên bàn tán, trong đại sảnh có rất nhiều cổ tiên ánh mắt trực chỉ một phòng đơn nào đó, phòng đơn này chính là vị trí của U Lan tiên tử, mọi người muốn nhìn xem, rốt cuộc biểu hiện của U Lan tiên tử ra quyết định kinh người này là như thế nào ngay cả chủ trì tần bách thắng cũng có chút sợ run ông ta dò hỏi lấy hai đổi một tí của u lan tiên tử là vậy sao đúng là như vậy phượng cửu ca đã quyết định lúc này không thể do dự nghe phượng cửu ca xác định lại một lần nữa tiếng bàn tán trong đại sảnh lập tức nhào xuống chương một nghìn ba mươi tám bà tiên sở độ phượng cửu ca là cổ tiên âm đạo vì sao trong tay ông ta lại có hai con tiên cổ lực đạo trên thực tế tiên cổ trong tay ông ta không chỉ có bấy nhiêu phượng cửu ca xuất lĩnh hơn 10 vị cổ tiên bí mật tiến vào bắc nguyên trên người mang theo trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng là điều tra hung phạm lợi dụng bố trí của cổ tiên trung châu khiến lầu chân dương bị sụp đổ nhiệm vụ thứ yếu là tận khả năng thu thập càng nhiều tiên cổ càng tốt để đạt được mục đích này trước khi tiến vào bắc nguyên các cổ tiên trung châu đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn một trong số đó chính là suy nghĩ của đồi cổ vì thế các môn phái đã mang theo không ít tiên cổ bên cạnh dù sao cô trùng khó mà cướp đoạt chỉ cần một ý niệm trong đầu cổ sư là có thể dễ dàng khiến cho cổ trùng tự hủy trong nháy mắt tiên cổ cũng như vậy tiên cổ mang theo phần lớn thuộc các phái suy bại như lực đạo khí đạo tình báo bắc nguyên vẫn luôn nằm trong tay 10 đại cổ phái bắc nguyên sự kiện tần bách thắng tổ chức đại hội đấu giá cũng chẳng phải chuyện bí mật thậm chí còn tận lực công bố ra ngoài khi đám người phượng cửu ca còn ở trung châu đã nghe được chuyện này có thể nói lần này phượng cửu ca tham gia đại hội đấu giá cũng không phải quyết định lâm thời mà là hành động đã sớm có dự mưu trước thiên hạ hôm nay lực đạo đã sớm suy yếu người có điều kiện có dã tâm đánh chết cũng không lựa chọn tu lực đạo dùng cổ trùng này để đổi cổ trùng khác đối với 10 đại cổ phái mà nói cũng là một thắng lợi mặc dù cổ tiên đông hải là đại năng bắt triển nhưng vẫn có giới hạn cuối cùng sẽ thu trong tay phượng cửu ca dù sao chuyến đi này của phượng cửu ca được người đại cổ phái đứng đằng sau ủng hộ cổ tiên đông hải bí mật tham gia vào đại hội đấu giá chỉ là hành vi cá nhân phượng cửu ca có quyết đoán có can đảm dùng hai tiên cổ đổi một nhưng ông ta thì không Tuy nhiên, công ta không cam tâm. Công ta đưa ra cố gắng cuối cùng, ta thêm một viên đàn hương thánh tượng, trong đại sảnh lại vang lên âm thanh thở nhẹ. Đàn hương thánh tượng là hoang thú thượng cổ, sau khi trưởng thành, chúng có chiến lược của cổ tiên thất truyền, quan trọng là nuôi dưỡng từ nhỏ có thể thành lập tình cảm sâu động, tỷ lệ phản bội rất thấp. Một con hoang thú thượng cổ, giá trị không chỉ bấy nhiêu, xử lý thỏa đáng, nó giống như một bảo khố lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Huyết dịch thánh tượng là tiên tài tốt nhất, là voi đàn hương thánh tượng có thể dùng làm vật sinh trưởng về sao cổ tiên trong mật thất thứ nhất xem như mở ra lối riêng ứng đối đúng là không tệ một con tiên cổ so sánh với một con hoang thú thượng cổ so sánh cả hai lại với nhau đều có yêu khuyết rất khó lấy hay bỏ tiên cổ duy nhất là không sai nhưng hoang thú thượng cổ cũng có rất nhiều tác dụng nhất là người bán dường như rất tâm huyết với luyện đạo nói không chừng sẽ động tâm lựa chọn hoang thú thượng cổ mọi người bàn tán ầm ĩ đến nước này Phượng Cửu Ca và cổ tiên Đông Hải đều ngừng đấu giá, cục diện bây giờ rất khó nói. Phượng Cửu Ca lấy hai tiên cổ đổi một, khí phách đủ lớn, thân thăng lớn hơn một chút, nhưng cổ tiên Đông Hải ứng đối thỏa đáng, cũng có khả năng chiến thắng. Phòng đấu giá dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi Phương Nguyên đưa ra quyết định. Trận đấu giá ngoài ý liệu của mọi người rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào, cổ Lưu Lạc Thiên Nha sẽ thuộc về ai? Trong lòng mọi người đều chờ mong. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định, âm thầm thông báo cho Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng gật đầu, tuyên bố trước mặt mọi người. Người bán đã đưa ra quyết định, bán cổ lưu lạc thiên nhai cho U Lan tiên tử. Lời vừa nói ra, tất cả đều thở phào một hơi, U Lan tiên tử có thể chiến thắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, rốt cuộc cũng là hai đổi một mà. Nếu để ta chọn, ta sẽ chọn hoang thú thượng cổ, dù sao hai con tiên cổ, chi phí tiên nguyên cũng rất lớn. Cổ lưu lạc thiên nhai là loại cổ như thế nào mà may mắn vậy nhỉ? Bỏ ra cái giá cao để mua, một con tiên cổ đổi lấy hai con tiên cổ. Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin việc này. U Lan Tiên Tử, hoặc có thể nói là Thái Tử Phụng Tiên, nhất định có mưu đồ khác. Bọn họ không phải đồ ngốc, đã có thể ra cái giá cao như vậy, nhất định có thể mang đến chỗ tốt cho bọn họ rất nhiều. Chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có thị trường, có thể sinh ra lợi nhuận, nhu cầu càng lớn, lợi nhuận cũng càng lớn, không chỉ bọn họ. Phương Nguyên cũng phỏng đoán dụng ý vị U Lan Kiếm Sư bỏ ra giá cao để mua tiên cổ lưu lạc thiên nhai, thái tử phụng tiên cổ tiên đông hải lầm bẩm cái tên này, gương mặt không khỏi mang theo vẻ âm trầm đại hội đấu giá tiếp tục tiếp theo là một con tiên cổ thổ đạo nhưng màu không khí đã rớt xuống ngàn trượng tâm tư rất nhiều cổ tiên vẫn còn dừng lại ở trận đấu giá vừa rồi rất nhiều người vẫn còn đang nhỏ giọng bàn tán rốt cuộc cái gì gọi là tài đại khí thô bây giờ mọi người xem như đã được mở rộng tầm mắt mặc dù cũng có rất nhiều người nghi hoặc thái tử phụng tiên là cổ tiên biến hóa đạo tại sao lại sinh ra hứng thú đối với tiên cổ thủy đạo nhưng tâm tư đại năng bát truyền thâm bất khả trác hoàn toàn không phải người để người ngoài suy đoán lung tung vốn là một con tiên cổ lưu phái chủ lưu nhưng sau mấy vòng đấu giá đã nhanh chóng thành giao khiến người ta có cảm giác hơi xám xịt đối với tần bát thắng mà nói ông ta cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể ngầm cười khổ về sau chính là đê mê dù sao lần trước phượng cửu ca và cổ tiên đông hải đấu giá khi thế bức người khí tình của mọi người trở nên suy yếu rất nhiều phương nguyên ngồi trong mật thất vừa vuốt về hai con tiên cổ lực đạo vừa kiên nhẫn chú ý đại hội đấu giá giao dịch tiên cổ đấu giá đều được thực hiện ngay tại chỗ Phương Nguyên kiểm tra lại số tiên tài, số lượng chất lượng đều không sai. Hai con tiên cổ lực đạo, dưới sự chủ động phối hợp của Phượng Cửu Ca, đã được Phương Nguyên luyện hóa hoàn toàn, trở thành vật của bản thân. Tương tự, Cổ Lưu Lạc Thiên Nhai cũng rơi vào tay Phượng Cửu Ca. Đây chính là tiên cổ Lưu Lạc Thiên Nhai đã bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc cũng đã lọt vào tay Linh Duyên Trai. Phương Cửu Ca than khẽ, cũng có chút hoài cả. Từng tiên cổ được bán ra, trải qua khoảng thời gian trầm lắng, bầu không khí phòng đấu giá một lần nữa trở nên nóng bỏng. Sau đây là vật đấu giá thứ 34. Tiên cổ lực đạo là một con tiên cổ phòng ngự lực đạo đỉnh lực hiếm thấy, khi thôi động, có thể hình thành sức mạnh đỉnh phong, có thể bảo vệ bản thân. Người bàn yêu cầu một con tiên cổ trí đạo, Tân Bách Thắng cất cao giọng nói. Cổ tiên trong đại sảnh không hứng thú lắm, lực đạo đã thật sự suy thoái, có rất ít người tu, vì vậy thị trường rất nhỏ. Khi chủ nhân tiên cổ đang âm trầm lo lắng, một âm thanh khàn khàn truyền ra từ phòng đơn, tiên cổ trí đạo nhi nữ tình trường, con thanh này là của bá tiên sở lộ chợt trong đại sảnh có người thấp giọng hô không sai chính là gã âm thanh của gã khàn khàn như vậy không nghĩ bá tiên cũng đến điều này có gì kỳ quái đâu sở độ đại nhân là cường giả lực đạo nổi danh lý gì tần bách thắng lại không mời gã chứ Bá tiên sở độ bên trong phòng đơn phượng cửu ca nhấp một ngụm trà hai mắt hơi sáng lên chương một nghìn ba phương nguyên bá tiên sở độ một trước khi ông ta đến bắc nguyên đã sớm nắm trong tay rất nhiều tin tức tình báo tin tức về bá tiên sở độ cũng rất nhiều phương cửu ca khá coi trọng sở độ là cổ tiên lực đạo hiếm thấy không chỉ có chiến lực cường thịnh lại còn tài tình hơn người tự mình sáng tạo ra một lưu phái lực đạo nhỏ lực đạo vốn là một lưu phái rất lớn trải qua thời hoàng kim cũng rất dài bây giờ bên trong lực đạo chia thành phái hư ảnh thú lực khí tượng thiên địa và nhân lực quân lực hư ảnh thú lực chính là ngưu lực hổ lực cách đây không lâu phương nguyên đã đạt được cổ thiết quan ưng lực chính là thuộc về lưu phái này phái khi tượng thiên địa là sức gió sức nước sức lược các loại sức mạnh thiên nhiên trong trời đất ví dụ như khi phương nguyên đấu giá của lưu lạc thiên nhai nhận được cổ bà sơn cổ vãn lan chính là thuộc lưu phái này nhân lực quân lực chính là cổ cân lực thập cân lực cổ nhất quân lực cổ thập quân lực cổ bách quân lực lưu phái nhỏ này do bá tiên sở độ một thân một mình khai sáng dẫn dắt trào lưu khiến cho lực đạo như lão già sắp chết một lần nữa tỏa sáng sức sống thanh xuân hiện tại phái nhân lực quân lực đã trở thành chủ lưu lực đạo trong năm vực nội tinh toàn bộ cổ sư lực đạo bác nguyên hầu như đều áp dụng cổ cân lực, cổ thập cân lực, cổ nhất quân lực, cổ thập quân lực, có thể nói Ba Tiên Sở Độ đã thay đổi hiện trạng lực đạo, ảnh hưởng cách cục lưu phái tu hành trong thiên hạ, nhân vật như vậy, Phượng Cửu Ca đương nhiên phải coi trọng, thậm chí là coi trọng người phần, Bắc Nguyên chiến loạn tấp nập, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nếu có cơ hội, nhất định phải gặp mặt vị Bá Tiên Sở Độ này một chút, khóe miệng Phượng Cửu Ca nhét lên một nụ cười hưng phấn, lúc này, một âm thanh truyền ra, tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy cộng thêm một vạn cân thiêm vân nê phụt phượng cửu ca phun nước trà trong miệng ra hai mắt trợn tròn không còn bình tĩnh được nữa tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy tông ta thở nhẹ một tiếng đáng chết chuyện lo lắng vẫn phát sinh tiên cổ có thể mang ra đấu giá tất nhiên cũng có thể lấy làm thầy đánh bạc trao đổi tiên cổ khác nếu không phải như vậy tiên cổ di lại trong danh sách sẽ bị kẹt không thể lưu thông dẫn đến đấu giá không thể tiến hành quy củ này phượng cửu ca đương nhiên hiểu cũng là điều mà ông ta lo lắng nhất. Lo lắng cái gì, cái đó sẽ đến. Phương Nguyên có nhu cầu đối với tiên cổ lực đạo, cũng đã sớm chú ý đến tiên cổ lực đạo. Nén tiên cổ nhạc sơ nhạc thủy ra ngoài cũng là một trong những kế hoạch ban đầu của hắn. Một đạo thiên trụ phong. Đối mặt với cạnh tranh của Phương Nguyên, ba tiên sở độ cũng nâng giá lên. Thiên trụ phong vô cùng kỳ lạ, bắt nguồn từ sáu thiên, hình như trụ lớn, cực kỳ cao và dài. Thiên trụ phong chưa hề di động, chỉ thổi ngay tại chỗ, nhìn từ bên ngoài giống như trụ lớn chống trời một đạo thiên trụ phong giá trị rất cao, tuyệt không thua kém 150 lá lôi âm mà Phượng Cửu Ca báo giá trước đó. Bà tiên sở độ Phương Nguyên thì thầm, có cảm giác bừng tỉnh, xem ra đây chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta lần này. Mật thất số 10 ra giá một bộ xương cốt thiên long hoàn chỉnh, cậu thêm 30 lượng phấn địa sát, tần Bách thắng đứng trên đài cao giọng tuyên bố, bà tiên sở độ cao mày, lã vừa mới ra giá một đạo thiên trụ phong. Cổ tiên trong mật thất số 10 lập tức tăng giá, không chút do so dự. Đây là một kình địch, Bá tiên sở độ thở dài trong lòng trước đó phong cửu ca và cổ tiên đông hải cạnh tranh với nhau cuối cùng lấy hai đổi một mà thất số 10 thu hoạch tương đối khá đây là điều mà tất cả mọi người trong đại hội đấu giá đều biết đến trong lòng bá tiên sở độ không khỏi sinh ra áp lực tu vi của gã cao đến thất truyền nội tình thâm hậu tiên nguyên thạch trong tay lúc bình phong đã vượt qua con số hơn một vạn nhưng trước khác nay khác gần đây tiên khiếu bá tiên sở độ thành công độ kiếp vì vậy nội tình bị giọt mỏng vì thế vã đã đột phá tường khí thiên cương xâm nhập vào bạch thiên thăm dò bổ sung tài nguyên kết quả có thu hoạch nhưng lại bị thương để trị liệu thương thế lã phải mượn tiên cổ của người khác cũng hao phí không ít tính toán trước sau tóm lại là lỗ vật tư bên trong chín thiên thái cổ rất phong phú nhưng cũng là hiểm địa có điều muốn lấy được phải mạo hiểm đi thế tài sản trong tay bá tiên sở độ hơi thấp như tiên cổ phòng ngự lực đạo lại rất hiếm thấy ta thành tựu cổ tiên lực đạo nhiều năm như thế cũng chỉ đụng phải một thứ như ngày hôm nay nếu không cố gắng lấy được nó, chỉ sợ ngày sau ta sẽ hối hận. Bá tiên sở độ nghĩ đến đây, cắn răng tiếp tục đấu giá. Nhưng mặc kệ giá tăng bao nhiêu, phương nguyên cũng tăng giá đến cùng bấy nhiêu. Sau mấy vòng, bá tiên sở độ rốt cuộc không kiên trì nổi, tâm trầm truyền tin tức cho tần bách thắng, nói muốn câu thông với mật thất số người. Tần bách thắng kinh ngạc, sắc mặt bất động. Tâm trầm hỏi phương nguyên, sau khi được phương nguyên cho phép, lúc này bá tiên sở độ mới truyền một phong thư đến mật thất số người, trong thư nói nếu phương nguyên có thể rời khỏi cạnh tranh bà tiên sở độ xem như thiếu phương nguyên một ân tình tương lai sẽ làm một chuyện đồng giá cho hắn nếu phương nguyên không tin có thể dùng tiên cổ minh ước không chỉ như vậy bà tiên sở độ sẽ cung cấp cho phương nguyên một tin tức tình báo rất quý liên quan đến việc thu hoạch chân ý của cuồng man ma tôn phương nguyên đọc thư xong vừa mừng vừa sợ lần này bà tiên sở độ gửi thư chính là muốn lấy được tiên cổ đỉnh lực nhưng khổ là tài lực không đủ vì vậy muốn hiệp thương với phương nguyên phương nguyên đương nhiên sẽ không đồng ý hắn cũng là cổ tiên lực đạo tất nhiên cũng muốn lấy được con tiên cổ đỉnh lực hiếm thấy này đồng thời hắn cũng biết đại khái chân ý của cúng man ma tôn thậm chí bản thân hắn còn là người được lợi vốn còn tưởng rằng tài lực của bá tiên sở độ hùng hậu không nghĩ đến nhanh như vậy đã muốn rụt tay xen va thời vận của gã không được tốt đang trong thời kỳ khó khăn hai phương nguyên cười thầm bao giá thêm lần nữa thêm vào một con ngựa nạch kiếp bà tiên sở độ cắn giang tiếp tục đấu giá nhưng vật đấu giá lại chắc vá lung tung phương nguyên đấu giá dùng tiên tài thất truyền có thể đảm đương chủ tài luyện chế tiên cổ thất truyền giá cả đắt đỏ bà tiên sở độ thở dài một hơi không can tâm từ bỏ một lần nữa báo giá lung tung báo ra rất nhiều tiên tài lục chuyển tổng giá trị tương đương với tiên tài thất truyền của phương nguyên lần này cổ tiên trong đại sảnh dường như đã nhìn ra được vấn đề thật kỳ lạ sở độ đại nhân hình như hơi giật gấu vá vai ta nghe trộm được mấy tháng trước bá tiên sở độ đã vượt qua một kiếp xem ra kiếp nạn lần này đã tổ thương ngài ấy rất nặng bà tiên sở độ đã từng mượn tiên cổ trị liệu từ dược hoàng nghe nói cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ mọi người trâu đầu ghé tai thở dài một hơi bà tiên sở độ âm trầm lo lắng nhưng có một người còn gấp hơn cả lã chính là phượng cửu ca bà tiên này đúng là chẳng làm nên chuyện gì phượng cửu ca thất vọng trong lòng ông ta còn trông cậy bá tiên sở độ có thể một đường cường thế ác đảo mật thất số 10, một đường hắc vang đạt được thắng lợi nhưng bà tiên sở độ chỉ có được thanh danh tài lực lại không hùng hậu khiến phượng cửu ca nhì không nổi không thể không trăm phương nghìn kỹ ngăn cản vương nguyên chiến thắng chương một nghìn bốn mươi phương nguyên bá tiên sở độ hai lưu lạc thiên nhai nhạc sơn nhạc thủy đều nằm trong tay cổ tiên mật thất số 10. người này rất thần bí địa vị hình như cũng rất lớn thậm chí cũng có khả năng là kẻ cầm đầu đại án phúc địa vương đình ta biết hắn hắn không biết ta bây giờ địch sáng ta tối nếu ta trực tiếp hỏi mua tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy từ hắn chỉ sợ không ổn đánh rắn động cỏ thì không nói vạn nhất để hắn nhìn ra được vấn đề không bán tiên cổ vậy thì càng thêm không ổn phượng cửu ca không ngừng suy nghĩ trong lòng ông ta là người rất có mưu lược văn võ song toàn nếu không phải như vậy linh duyên trai cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm điều động ông ta làm thủ lĩnh đội ngũ chui vào bắc nguyên nếu ta trực tiếp ra tay tham gia cạnh tranh cũng không ổn mặc dù ta lấy thân phận u lan kiếm sư công nhiên đấu giá của lưu lạc thiên nhai nếu bây giờ lại tiếp tục mua cổ nhạc sơ nhạc thủy vã nhất người trong mật thất số người biết về lầu cận thủy khả năng bại lộ của ta rất lớn phượng cửu ca giả mạo thân phận bí mật chui vào bác nguyên cho dù chiến lực cường thịnh nhưng cuối cùng cũng là tác chiến đất khách trong lòng cũng có lo lắng ghét nhất trong đại hội đấu giá này cho dù cạnh tranh vượt lên trên tất cả người khác người bán không chọn thì cũng xem như thất bại ta trực tiếp ra tay cho dù lực áp quần hùng ý nghĩa cũng không lớn hơn nữa còn có một điểm cho dù phượng cửu ca thu mua thành công ông ta mua tiên vổ đỉnh lực cũng có làm được cái gì đâu ông ta không cần tiên cổ lực đạo ngược lại còn muốn dùng tiên cổ lực đạo để đổi lấy tiên cổ khác nữa là phương cửu ca nghĩ đến bỗng cảm thấy miệng hơi khô nhấp một ngụm trà trong lòng sinh ra cảm giác tiếc nuối nếu lần này không phải ta một thân một mình được đồng bạn giúp đỡ xử lý vấn đề như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều thứ nhất lập mặt giống như quanh biết là sát chiêu tiên đạo có mà truyền cho người khác thứ hai cổ tiên bên cạnh thái tử phụng tiên cũng không thể sử dụng đạo lý này rất đơn giản nếu vạn nhất thân phận Phượng cửu ca bị bại lộ cũng không quá liên lụy phía thái tử phụng tiên thái tử phụng tiên có thể nói ra với bên ngoài mình không biết càng có lợi hơn cho việc ẩn núp về sau của ông ta Như đi nghĩ lại phượng cửu ca rốt cuộc ổn định tâm trạng lặng lẽ liên lạc với bá tiên sở độ trong phòng đơn học đại sảnh các cổ tiên có thể trực tiếp liên lạc với nhau mật thất thì khác sở độ muốn liên lạc với phương nguyên cần tân bách thắng làm người trung gian truyền đạt chỉ cần cổ tiên trong mật thất kia không muốn câu thông cũng sẽ không thể thông tin được sở độ nhận được tin tức của u lan kiếm sư trong lòng cảm thấy kỳ quái lã đi lại rất gần với dược hoàng nhưng chỉ gặp mặt thái tử phụng tiên một lần trong thư phượng cửu ca nói thẳng nguyện ý trả thù lao cho sở độ trợ giúp gã lấy được tiên cổ đỉnh lực nhưng ông ta cũng có yêu cầu hy vọng sở độ có thể nhường ra chính thiên ngân trong tay xem ra lần này ta thăm dò bạch thiên bị thương cũng đáng giá thu hoạch được 600 cân chính thiên ngân ngay cả bên trong bảo hoàng thiên cũng không có đến con số như vậy có u lan kiếm sư trợ giúp còn có thể cạnh tranh trong lòng bá tiên sở độ cũng hơi lo lắng về động cơ của phượng cửu ca nhưng chuyện vã muốn lấy được tiên cổ đỉnh lực vẫn quan trọng hơn cả bà tiên sở độ lập tức hồi âm cho phượng cửu ca cảm ơn đối phương đã giúp đỡ đồng thời tuyên bố sau khi chuyện thành công chắc chắn sẽ thông báo địa điểm thu hoạch chính thiên ngân cụ thể cho phượng cửu ca biết có được sự giúp đỡ của phượng cửu ca bà tiên sở độ đã có lực để cạnh tranh lần nữa cái sự biến hóa huyền diệu thú vị tiếp trước của phương nguyên bà tiên sở độ từ chiến xa trường người giết gã chính là phượng cửu ca bây giờ bởi vì phương nguyên hai người âm thầm liên thủ với nhau hai bên liên thủ tạo thành trận danh đối với bá tiên sở độ mà nói lã rất cần tiên cổ đỉnh lực sự giúp đỡ của phượng cửu ca giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đối với phượng cửu ca mà nói đồ mà ông ta giúp cho bá tiên sở độ trong tương lai gã cũng sẽ trả lại cho ông ta ông ta bỏ ra không bao nhiêu công sức nhưng lại ngăn được mục đích của phương nguyên sau mấy vòng cạnh tranh đấu ra càng lúc càng căng thẳng bá tiên sở độ như đống cho tàn lại cháy sức mạnh dường như đã đủ báo giá không do dự chút nào phương nguyên khẽ ồ một tiếng cảm thấy ngoài ý muốn tiên tài của địa linh lang gia đã đủ hắn không thể không đem tiên tài đó ra làm vốn cạnh tranh tình huống như vậy khiến phượng cửu ca không khỏi tức giận những tiên tài này đều là của ông ta không nghĩ đến vừa mới chảy ra nhanh như vậy đã bị người ta dùng làm vũ khí đối nghịch ông ta nhưng phượng cửu ca không thể không kiên trì đồng thời tính toán phân tắc nhìn đi tình huống đấu giá của lưu lạc thiên nhai trước đó dường như muốn lặp lại bà tiên sửa độ hình như nhất định phải có được con tiên cổ này ngươi trong mật thất số người luôn yêu cầu tiên của lực đạo vì thế hắn luôn so kẻ với bá tiên sở độ hai bên không hề nhượng bộ chút nào xem ra lại là một trận đấu ra song gió trong đại sảnh các cổ tiên lại tranh nhau bàn tán phương nguyên rốt cuộc đứng ngồi không yên hắn đứng dậy dạo bước trong mật thất rõ ràng bá tiên sở độ đã không còn hy vọng vì thế mới gửi một phong thư cho ta nhưng tại sao đột nhiên gã lại có tài lực như vậy chẳng lẽ đây là kế sách muốn cho kẻ để thấy mình yếu của gã sao không có khả năng trừ phi não gã có nước mới vận dụng kế sách vụng về như vậy tóm lại đã có người trợ giúp lã. phương nguyên cao mày suy nghĩ luôn cảm thấy có một loại dự cảm nhưng muốn tìm hiểu kỹ càng thì lại không nắm bắt được rốt cuộc là ai đã trợ giúp lã? tại sao lại phải giúp gã mai mặt là cả hai đang tranh chấp nhưng phương nguyên lại cảm nhận được có ai đó đang đứng đằng sau phương nguyên gõ gõ cái đầu tiên cương của mình một lần nữa trở lại chỗ mồi bắt đầu vận dụng ý niệm trong đầu phụ trợ suy nghĩ hắn vừa suy nghĩ vừa đấu giá sau hai lần giao phong hắn đột nhiên mở mắt tinh mang lóe lên trong mắt của hắn vừa mới suy nghĩ hắn đã có thu hoạch ta nhất định phải có được con tiên cổ đỉnh lực này phương nguyên mở miệng hô to phô trương thanh thế ngươi bán có cần gì cứ mở miệng bản nhân sẽ tận lực thỏa mãn ta bên này cũng giống như vậy ngươi bán cần gì xin cứ nói bên kia bá tiên sửa động im lặng một chút sau đó không chút yếu thế đuổi theo đã sảnh lại chấn động một phen ngươi trong mật thất số người đúng là không đơn giản trực tiếp khiêu chiến với sở độ quả nhiên đã bắt đầu lại muốn tái diễn trận đấu giá lần trước sao khi đấu giá cổ lưu lạc thiên nhai cũng chính là tình huống này bây giờ lại xem người bán cần gì người bán cũng không suy nghĩ quá lâu lập tức đưa ra yêu cầu mới một truyền thừa trí đạo nhìn thấy yêu cầu này bà tiên sở độ nhị không được cười khổ lã làm gì có truyền thừa trí đạo chứ trí đạo lưu truyền từ lâu nhưng từ trước đến giờ luôn nhất mạch đơn truyền cực kỳ thần bí người bán cũng vì thấy cạnh tranh quá nóng này nảy sinh lòng tham đưa ra yêu cầu quá phận này phương cửu ca cũng cười khổ trên người ông ta có không ít tiên cổ nhưng người bán lại yêu cầu truyền thừa trí đạo đúng là làm khó ông ta